Bạn gọi chú mèo cưng là ăn tối. Boss quạo ới ơi. Đột nhiên, bạn nghe được tiếng dậm chân lớn. Bát đĩa trên bàn ăn rung lên theo từng nhịp. Bức tranh trên tường rơi sập xuống sàn. Là động đất sao? Không, đó là chú mèo to bằng một chú ngựa lùn đang bước vào phòng ăn. Nó cần lượng thức ăn bằng 10 con mèo bình thường. Và tiếng gừ của nó thì to như máy kéo vậy. Đừng, bé quạo ơi, đừng lăn nữa, lật đổ tủ bếp bây giờ. Chà, đó là một viễn cảnh khả thi cho sự tiến hóa của động vật trong tương lai. Khí hậu, nước, oxy trong không khí và cả trọng lực là những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tiến hóa. Ví dụ, các nhà khoa học dự đoán rằng một số loài chim sẽ mất dần bộ lông ấm áp. Trong tương lai, về cơ bản, chúng sẽ giống mèo Sphinx có mỏ và cánh. Điều tương tự có thể xảy ra với thú cưng. Dần dần, lông của chúng sẽ ngắn đi cho đến khi rụng hết nhẵn nhụi. Các loài gây hại ở thành thị như chim bồ câu và chuột sẽ trở nên to hơn bằng kích thước của một con mèo. Vài triệu năm trước, chuột chỉ to bằng ngón tay út của bạn thôi. Bởi vậy mà chúng ẩn náu trong các hang nhỏ và phải gần như vô hình trước thú săn mồi lớn. Giờ đây, chúng sống trong các căn hầm tiện nghi mà con người đã dựng nên. Chúng có thể làm tổ ấm cúng ở đó, và lượng lớn thức ăn trong thùng rác cũng giúp chúng không bị đói. Do đó, chúng sống thoải mái và liên tục gia tăng về kích thước. Hơn nữa, loài chuồn đã phát triển bộ lông nhiều dầu để nước bẩn hay nước độc hại có thể chảy xuống mà không gây hại cho bản thân loài gặm nhấm ấy. Mặt khác, các loài động vật có vú ăn thực vật bị ảnh hưởng trầm trọng. Thức ăn của chúng giảm dần đi. Qua thời gian, rừng và cây xanh trên hành tinh cũng sẽ sụt giảm. Một số loài thực vật cũng biến mất hoàn toàn. Cuối cùng, các loài động vật như hươu nai, voi, hươu cao cổ, vân vân sẽ ngày càng nhỏ đi vì thiếu thức ăn. Ngoài việc thu nhỏ lại, mắt của động vật có vú cũng sẽ nhỏ đi để không làm mất nước trong cơ thể. Và tai của chúng sẽ trở nên to hơn giúp thoát nhiệt tốt hơn. Đuôi của chúng cũng sẽ dài ra để đuổi côn trùng nữa. Khi các loài động vật có vú trên cạn bé đi, các loài chim lại to lên. Đó là vì chúng có thể ăn các loài bị teo nhỏ. Và cơ bắp của chim sẽ khỏe hơn nhiều do chúng phải bay một quãng đường dài để tìm thức ăn. Khả năng cao, động vật ở các vùng khô nóng sẽ học được cách lấy nước từ không khí. Để làm vậy, chúng cần vạt xương sống, lưng hoặc vạt da dài. Vào sáng sớm khi không khí mát mẻ nhất, hơi ẩm sẽ tích tụ trên các bộ phận mới này của cơ thể. Và một số loài thằn lằn sẽ tiến hóa màng cổ lên kích thước lớn hơn nhiều. Như vậy chúng có thể tích được nhiều nước mưa hơn. Đối với thế giới đại dương, chúng ta đã thấy một số loài cá nhảy lên khỏi mặt nước để bắt côn trùng. Trong quá trình tiến hóa, vây cá sẽ dài ra và khỏe hơn nhằm giúp cá nhảy xa hơn. Và dần dần, những chiếc vây đó sẽ biến thành đôi cánh, thực sự đưa chúng trở thành cá bay. Có lẽ trong tương lai những loài cá này sẽ săn cả chim nhỏ. Để làm điều đó, chúng phải học cách nín thở lâu hơn và bay cao hơn nhiều. Nhưng những loài cá lớn và động vật biển có vú sẽ gặp khó khăn. Đại dương sẽ nóng lên và một số loài dần biến mất. Cư dân lớn nhất trong thế giới thủy sinh, cá voi xanh, có kích thước bằng 2 chiếc xe buýt, sẽ thu nhỏ lại vì nguồn thức ăn trong đại dương bị giảm sút. Tuy nhiên, quần thể thằn lằn và bò sát sẽ phát triển mạnh. Chúng rất giỏi hấp thụ nhiệt. Với sự biến đổi khí hậu, côn trùng sẽ sinh sôi nhiều hơn trên hành tinh của chúng ta, tạo nguồn thức ăn dồi dào cho thằn lằn. Các loài này sẽ dần tăng về kích thước. Nhưng bây giờ, chúng phải tự vệ trước những loài chim lớn trước đã. Chân của chúng ngày càng dài và khỏe hơn giúp chúng chạy nhanh hơn nhiều và không bị chim ăn thịt. Còn côn trùng, chúng sẽ bùng nổ. Côn trùng sẽ sống thành bầy lớn và bay khắp nơi để tìm kiếm thức ăn. Chúng sẽ tức giận và đói ngấu vì nguồn thức ăn thông thường của chúng. Động vật có vú sẽ không còn tồn tại hoặc bị co nhỏ lại. Con người cũng sẽ thay đổi. Các nhà khoa học dự đoán rằng từ 1.000 đến 1 triệu năm nữa, chúng ta sẽ rụng hết sạch lông và tóc. Chân tay của ta sẽ ngày càng mỏng và dài ra. Con người sẽ cao khoảng 2m1. Bàn chân rất có thể sẽ mất đi các ngón chân do ta không cần ngón để giữ thăng bằng nữa. Đầu và não của chúng ta sẽ giống như một quả bóng bay. Tuổi thọ trung bình của loài người sẽ tăng thành hơn 100 năm. Do con người ở trên cùng của chuỗi thức ăn và không tham gia vào quá trình chọn lọc tự nhiên, dần dần chúng ta sẽ trở nên giống nhau. Trong vài chục triệu năm tới, toàn bộ loài người trông sẽ y như nhau. Thêm vào đó, chúng ta đang phát triển công nghệ gen.
nào là thỏ phát sáng, bò siêu to khổng lồ, dê diệt mạng, rồi lợn siêu cơ bắp. Nhưng chúng ta quan tâm hơn đến việc động vật sẽ tự tiến hóa như thế nào. Vậy nên hãy tua nhanh tới thời điểm đó. Con người từ lâu đã sống trên các hành tinh và thiên hà khác. Trái đất đã trở thành nơi cư trú cho duy nhất động vật và thực vật. Dấu vết duy nhất còn lại của loài người là các thành phố khổng lồ làm từ kim loại và bê tông bị chôn vùi sâu dưới lòng đất. Và ở bên trên, các loài sinh vật khó tin như Necropteryx đang sinh sống. Loài này vừa giống đà điểu, vừa giống kền kền và có kích thước bằng một người trưởng thành. Chiếc mỏ dài và khỏe là công cụ chính giúp nó tự vệ trước thú săn mồi và kiếm ăn. Đôi chân khỏe với bộ móng vuốt dài cho nó khả năng chạy xuất sắc. Sinh vật này có thể đi bộ hàng chục dặm trong một ngày. Necropteryx cần một bộ lông ấm, không có con người và hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ trên trái đất đã giảm xuống. Nhưng với chiếc áo khoác ấm áp, chúng có thể tồn tại ngay cả trong một kỷ băng hà mới. Và giống như đà điểu, chúng sinh sản bằng cách đẻ trứng. Đây là một con parashrew, nó giống như loài chuột trù thông thường, dài tầm chục cm. Tuy nhiên, nó mang một đặc điểm khác thường là có một chiếc dù trên đuôi. Khi còn nhỏ, chúng sống trong tổ của bố mẹ. Nhưng khi rời tổ, chúng phóng mình lên không trung rồi mở chiếc dù bằng lông mỏng ra. Các dòng khí ấm bốc lên và đưa chúng đi. Chúng có thể trôi nổi trên không tới 24 giờ. Sau đó, chúng sẽ làm tổ ở nơi khác và các con của chúng sẽ rời tổ theo cách tương tự. Waka, loài vật này trông giống hươu cao cổ vằn chỉ có hai chân thôi. Đây sẽ là một trong những sinh vật nhanh nhất trên hành tinh của chúng ta. Không một kẻ săn mồi nào có thể thắng nó trong cuộc chạy đua. Hơn nữa, đôi mắt của nó ở tít gần đỉnh đầu. Và với chiếc cổ dài, Waka có thể nhìn thấy mối đe dọa ngay cả khi đang ngồi trên cỏ. Theropod là hậu duệ của loài mối sẽ xuất hiện trên trái đất trong 200 triệu năm nữa. Nếu nhìn thấy mối đe dọa, chúng sẽ phun ra một luồng hóa chất giống như axit từ cái đầu to của mình. Ngay cả những kẻ săn mồi lớn nhất cũng phải dè chừng khi đến gần chúng. Reed Steel cao khoảng 1 mét và nặng gần bằng một người trưởng thành. Nhờ có bộ da vằn vện, ta không thể nhìn thấy Reed Steel ẩn mình trong đám lau sậy. Nó bước đi trên đôi chân gầy guộc qua địa hình đầm lầy và ăn cá nhỏ. Chiếc cổ dài và hàm răng sắc nhọn cho phép nó lao xuống nước gần giống như rắn hổ mang. Nó bắt cá và nuốt chửng chúng. Nhưng toàn bộ những điều trên đều chỉ mang tính suy đoán thôi. Có hàng tỷ yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tiến hóa và nó có thể đi theo hướng khác bất cứ lúc nào. Ví dụ như, một tiểu hành tinh va vào trái đất, gây ra nạn tuyệt chủng hàng loạt và biến đổi khí hậu trên hành tinh của chúng ta. Tỷ lệ nhỏ các sinh vật sống sót bắt đầu thích nghi với các điều kiện mới. Trong vài triệu năm nữa, chúng ta sẽ có những loài động vật mà ta không thể tưởng tượng nổi. À, phải rồi. Lái xe qua vùng nông thôn, cửa sổ hạ xuống, bật to những bản nhạc hay. Lại một chuyến đi đường trường nữa, bạn trông thấy rất nhiều những con bò ngoài cửa sổ và một số trong đó nổi bật hẳn lên, thật sự là như vậy. Các con khác trông giống như mấy chú hamster đen và trắng. Con bò cao nhất đã được ghi nhận trong sách kỷ lục Guinness thuộc về con bò này, nó tên là Blossom. Anh chàng gặm cỏ to lớn này cao đến 2 mét, trong khi một con bò trung bình chỉ cao 1,4 mét mà thôi. Khi cao như vậy, bạn không chỉ loanh quanh trên cánh đồng để ăn cỏ đâu nhé. Blossom từng là một nhân viên chào mừng chính thức của một khu nghỉ dưỡng địa phương. Big Jake, và tin tôi đi, to là còn nói giảm đấy. Anh chàng này nổi tiếng vì nó là con ngựa cao nhất thế giới và lập kỷ lục đó với chiều cao khủng lên đến 1,9 mét. Thế còn quý cô gái xinh xắn này thì sao? Đây là bé ngựa cái thấp nhất thế giới. Tên cô là Thumbelina, quả là cái tên hoàn hảo. Và cô chỉ cao khoảng 0,5 mét. Tuy nhiên điều đó cũng không ngăn khỏi việc cô nổi như cồn. Ồ, và con ngựa đực thấp nhất được gọi là Bomben, có nghĩa là bong bóng trong tiếng Ba Lan. Chú chỉ cao 0,6 mét nhưng lại thu hút rất nhiều sự chú ý. Chú ngựa ấy hết sức dễ thương và còn thấp hơn một con chó săn nữa đấy. Tôi thì mê chó lắm, nhưng là mấy chú chó có kích thước bình thường thôi. Zeus, thuộc giống chó Great Dane, chính là chú chó cao nhất thế giới đã được công nhận. Khi đứng bằng 4 chân thì chú cao đến 1,2 mét và trông như một con ngựa kích thước nhỏ vậy. Hãy tưởng tượng đến cảnh khuôn mặt ấy đánh thức bạn vào buổi sáng đi nào. Và những chuyến đi dạo hàng ngày thì sao nhỉ? Bạn sẽ cần một sợi dây xích cực khỏe đấy. May mắn thay, theo lời những người chủ thì chú là một anh chàng khổng lồ hiền lành và tính tình dễ chịu. Và Zeus còn có một công việc thực sự quan trọng. Cậu là một chú chó trị liệu có chứng nhận.
Zeus giúp lan tỏa tình yêu thương và niềm vui của mình đến những người cần. Hãy tưởng tượng nào, bạn sẽ không cần thêm nước vào bát mỗi ngày vì nó có thể uống thẳng từ vòi. Chuyện ôm ấp cũng khác hẳn đấy. Với lại không biết anh chàng ấy sẽ ăn nhiều đến mức nào nhỉ? Liệu cậu ấy có nằm vừa trên giường của bạn không nhỉ? Có rất nhiều thứ để thắc mắc thật đấy. Nhưng sẽ thế nào nếu bạn yêu mèo hơn? Chú mèo xinh đẹp này được coi là chú mèo đã được thuần hóa dài nhất thế giới. Tên của cậu là Barivel, có nghĩa là chú hề, và cậu ấy đến từ một thị trấn nhỏ ở Ý. Cậu cũng là một anh chàng khổng lồ dịu dàng. Điều này thật tốt vì cậu dài hơn một cây gậy bóng chày cơ đấy. Khi nhìn thấy ảnh của chú thì mọi người thường nghĩ rằng những hình ảnh đó đã được chỉnh sửa. Cậu thích phơi mình dưới nắng bên cửa sổ và nhìn chăm chú ra sân sau. Chuyện săn chuột hẳn là chỉ như đuổi kiến đối với cậu chàng mà thôi. Những chú mèo đã từng giữ danh hiệu này có tên là Ludo và Stewie. Cả hai đều cùng một giống với Barivel. Cái sofa kia đầy lông mèo rồi, phải dọn dẹp thôi. Sheesh. Tiếp theo là một con thỏ tên Darius. Đôi tai dài và chiếc mũi dễ thương không phải là lý do khiến cậu trở nên đặc biệt đâu. Một con thỏ thông thường cao khoảng 35,6cm, nhưng Darius của chúng ta thì hơn 127cm. Về cơ bản, đây là một con chó đội lốt thỏ. Darius lớn lên trong một trang trại ở Anh, và vì sống trên cánh đồng rộng lớn nên cậu có một tính cách siêu dễ chịu. Nhưng cho cậu ăn vẫn là việc khó. Darius hẳn là một cỗ máy ngấu nghiến cà rốt. Đủ thứ dễ thương rồi, giờ thì hãy đến với một số loài động vật kỳ lạ hơn, thậm chí là các sinh vật thần thoại. Thần thoại chỉ là cách mọi người giải thích những điều điên rồ, ví dụ như truyền thuyết về người đàn ông môi trắng, mà hóa ra đó là tôi đang ăn bánh phô mai. Loài này nhanh, gian xảo ở dưới nước và còn có thể hạ gục cả một con tàu. Theo như các truyền thuyết thì Kraken nổi tiếng vì làm những con tàu biến mất. Nhưng có lẽ đây chỉ là câu chuyện mà các thủy thủ kể để dọa các ma mới mà thôi. Nhưng các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một giống họ hàng gần gũi của nó. Con mực lớn nhất được ghi nhận lại dài gần 18,3m, nhưng các nhà nghiên cứu đã quên không quay phim lại con vật ấy. Ôi không! Con mực lớn nhất từng được chụp bằng máy ảnh dài khoảng 7,6m, ngang ngửa một cái xe dã ngoại. Các nhà khoa học nghĩ rằng có thể còn có những cá thể còn lớn hơn ngoài kia, nhưng chúng khá nhút nhát trước máy ảnh. Cá mập trắng lớn là loài động vật đại dương đáng sợ theo mọi mặt. Cô nàng được gọi là nữ hoàng của đại dương, nhưng đây không phải là một trong các nữ hoàng tốt bụng và dịu dàng. Ôi không! Các nhà khoa học đã gắn thẻ cá mập trắng để nghiên cứu thêm về loài này. Nữ hoàng đại dương nặng khoảng 1.587kg, bằng 6 chiếc mô tô hay 14.000 chiếc hot dog. Một nhóm các nhà nghiên cứu hoảng loạn đã bắt được cô cá mập ở vùng biển ngoài khơi Nova Scotia. May mà ở ngoài đại dương thì cá mập khá là dễ chịu. Đó là con lớn nhất, giờ đến dài nhất nào. Không phải là chăn hay rắn gì đâu bạn tôi ạ. Con vật này dài bằng nửa sân bóng đá. Nó được phát hiện ở vùng biển sâu ngoài khơi nước Úc. Họ tìm thấy nó phát sáng tại đó. Và các nhà khoa học nói rằng đó không phải là một sinh vật đơn lẻ, nhưng nó lại hoạt động như cá thể. Thực ra đó là cả một đàn. Chúng nhân bản và sinh sôi cho đến khi trở nên lớn hơn nữa. Tên khoa học của nó là Symphonophorae. Con vật tiếp theo có thể di chuyển cả trên cạn và dưới nước đấy. Đừng để đôi chân ngắn gầy guộc của nó đánh lừa bạn. Một con cá sấu có thể chạy trên cạn nhanh như con người. Vậy nếu bạn đang chạy đua với những vận động viên nước rút này thì hãy cố trèo lên một cái cây cao nhất có thể. Cá sấu không thể treo cây, nhưng có thể chúng nằm đó chờ cho đến khi bạn leo xuống đấy. Chúng cũng là loài bò sát nặng nhất trên thế giới. Một con trưởng thành có thể nặng tương đương 2 chiếc ô tô nhỏ. Con lớn nhất được nuôi nhốt là một con cá sấu nước mặn ở Philippines. Lolong là tên của cậu chàng và cậu dài 6,1m. Như thể hai cái bàn cho môn bóng bàn, nhưng được trang trí bằng hàng tá răng nhọn. Cùng chuyển tới một loài bò sát khác nào. Đây là một con rắn quái vật từ Malaysia. Và một ngày nắng nóng, một số công nhân đang nghỉ ngơi tại công trường nọ và họ nhìn thấy một thứ gì đó. Có phải là một cái ống lớn không nhỉ? Chà, đó là một con rắn. Họ đã lôi ra con chăn dài nhất từng được nuôi nhốt. 5 người đàn ông cùng nhau hợp lực lại mới có thể đưa nó ra khỏi công trường mà không gây ra tổn hại nào cho con rắn lẫn chính họ. Con quái vật này dài 7,9m và nặng khoảng 249kg. Nó chỉ ngắn hơn cái cột đèn một chút. Kỷ lục trước đó dành cho những con rắn bị nuôi nhốt thuộc về Medusa nổi tiếng cũng là một con chăn. Loại rắn đó có thể ăn một phần bằng cả trọng lượng của nó. Giống như thể tôi sắp ăn 280 chiếc burger vậy. Quay lại với thế giới nước nào.
Xin chào con cá chê xanh nặng nhất từng bị bắt. Gia đình Anderson đã bắt được anh chàng này ở Virginia vào năm 2011 và họ đã khoe khoang về nó suốt kể từ đó. Với trọng lượng khổng lồ lên đến 64,9 kg, giống như câu một chiếc máy giặt khỏi hồ khi đứng trên một chiếc tàu nhỏ vậy. Đó là lý do tại sao cả hai cha con nhà này phải hợp lực mới kéo nó lên boong. Phần thưởng danh dự dành cho con mèo lớn nhất còn sống trên thế giới. Không, nó không phải là sư tử hay hổ, mà là một chút của cả hai. Đó là một con sư hổ. Sư hổ không tồn tại ngoài tự nhiên, vì sư tử và hổ sống ở những nơi hoàn toàn khác nhau trên thế giới. Nhưng tại các công viên động vật hoang dã, điều đó đã được thực hiện. Hercules đang nắm giữ kỷ lục đặc biệt này. Với trọng lượng hơn 408 kg, anh chàng là loài động vật có vú ăn thịt lớn nhất trên toàn thế giới. Anh thừa hưởng chiều dài của mình từ mẹ của mình, một cô hổ, và cân nặng từ cha, một chú sư tử tên Arthur. Bạn có muốn biết nó được gọi là gì khi mẹ là sư tử và cha là hổ không? Hổ sư đấy. Chúng không phổ biến bằng sư hổ, nhưng cũng lạ thường chẳng kém đâu. Tên tiếng Anh của loài này là Tigon và nghe giống như sinh vật thần thoại Hy Lạp cổ đại Chimera. Nó là loài quái vật có một phần sư tử, một phần dê, một phần rắn và một vài câu chuyện còn lại kể rằng nó còn có cánh rơi. Và nó cũng thở ra lửa luôn. Bạn cần phải điều cả một nhóm lính cứu hỏa người Spartan đến để lo liệu vụ này. Nhưng hẳn là nó mới tổ chức một bữa thịt nướng ngon lành mà thôi. Vậy còn chúng ta, con người thì sao? Giải thưởng thuộc về Robert Wadlow đến từ Illinois. Anh ấy cao ngất ngưởng tới mức 2,5m và có thể bế bố mình khi mới 9 tuổi. Cùng ngẫm nghĩ về điều đó một chút nào. Anh ấy ăn hơn 8.000 calo mỗi ngày và cỡ giày của anh ấy là 37. Thấy vây của nó dưới làn nước gần như khiến trái tim bạn ngừng đập. Đó là lý do khiến bạn cảm thấy không thoải mái khi đi bơi ở bãi biển. Loài săn mồi to lớn có răng sắc như dao đó có cái tên rất hợp là cá mập trắng lớn. Nên nếu nỗi kinh hoàng nhất của biển cả rơi khỏi khu vực đó, hẳn phải có lý do chính đáng. Nhưng điều gì có thể khiến cá mập trắng lớn sợ hãi vậy nhỉ? Còn quái vật Lovecraftian khổng lồ khiến ngay cả Michelin trông cũng nhỏ bé sao? Không, không, hoàn toàn không phải. Không gì có thể quét sạch một phần đại dương nhanh như cá voi sát thủ được. Khi một tốp cá sát thủ đầy uy lực tìm kiếm thức ăn như hải cẩu hay mực, thì ngay cả những con cá mập to nhất, đáng sợ nhất cũng rời khỏi khu vực đó mà không quay đầu lại. Không biết liệu những chú cá voi này có cụ thể nhắm đến cá mập trắng lớn hay chỉ đang ngăn cản sự cạnh tranh trong khu vực hay không. Nhưng những gì các chuyên gia hàng hải biết là cá mập chạy trốn, đôi khi còn không quay lại trong vòng 2 năm luôn. Cũng hợp lý mà, cá voi sát thủ lớn hơn nhiều so với cá mập trắng lớn và chúng có rất nhiều răng. Chúng sẽ sử dụng răng đó để thỏa mãn nhu cầu ăn thịt rất tàn nhẫn của mình. Cá voi sát thủ rất thông minh và sẽ làm việc theo nhóm để đạt được những gì chúng muốn. Cho dù đó là tóm gọn một đàn cá, lôi hải cẩu xuống khỏi tảng băng hay thậm chí là đuổi bắt cá voi lưng gù. Vậy, nếu cá mập trắng lớn sợ hãi loài cá voi sát thủ hung mạnh thì bạn có nên sợ không? Cá nhân tôi sẽ giữ khoảng cách với bất kỳ động vật hoang dã nào. Nhưng có thể điều này sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn vào ban đêm nè. Cá voi sát thủ được biết đến là loài kén ăn. Tin tốt cho bạn đây, có người không có trong thực đơn của chúng. Chúng không thay đổi chế độ ăn chỉ vì hôm nay bạn xuống nước đâu. Nhân tiện, cá voi sát thủ thậm chí còn không phải là cá voi. Về mặt kỹ thuật, chúng là loài cá heo lớn nhất. Và cá mập cũng sợ họ hàng của cá voi sát thủ là cá heo mũi chai nữa kìa. Ngay cả một con cá heo mũi chai cũng quá mạnh đối với cá mập và chúng sẽ mạnh mẽ hơn khi đi theo đàn. Cá mập dễ dàng bị các loài động vật biển có vú nhanh nhẹn vượt mặt. Chúng sử dụng cái mõm cùng đó như một cú đấm. Về cơ bản, việc này khiến cá mập khó chịu đến mức phải rời khỏi khu vực. Bây giờ, nếu bạn nghĩ về loài săn mồi hàng đầu khác trong vương quốc động vật, thì đó sẽ luôn là loài sói. Cả đàn sói có thể tiếp quản các vùng lãnh thổ rộng lớn, và vì chúng đứng đầu chuỗi thức ăn, nên chúng có thể lựa chọn một thực đơn lớn có bất cứ thứ gì chúng thích. Sói rất thông minh, nhanh nhẹn và linh hoạt nữa, nhưng có lẽ lợi thế lớn nhất của chúng là số lượng. Nếu gấu xám Bắc Mỹ hoặc sư tử núi muốn tấn công, thì số lượng áp đảo lại luôn tạo lợi thế cho các chú sói, dẫn đến việc kẻ bị săn lại trở thành kẻ đi săn người khác. Ngay cả khi không có ưu thế số lượng, sói vẫn thống trị và khiến mọi loài kinh hãi.
Rất khó để các động vật khác tấn công một con sói, ngay cả khi chúng thường chỉ có một mình. Hãy tưởng tượng việc có thể vồ một con lợn rừng ở nhiệt độ dưới mức đóng băng trong khi mặc trang phục màu cam, trong môi trường tuyết phủ trắng xóa. Hổ Siberia rõ ràng là không đùa được đâu. Dài hơn 3 mét và nặng tới 180 kg, đây là loài mèo hoang dã lớn nhất. Chú mèo con này có thể dễ dàng nhảy qua đầu bạn trong khi mang trọng lượng gấp đôi cơ thể nó. Con vật duy nhất có thể thách thức vị vua của khu rừng này là gấu nâu có kích thước đủ lớn. Và đó là trong tình huống sống còn. Không có gì ngạc nhiên khi hổ Siberia là loài đứng đầu chuỗi thức ăn trong lãnh thổ của nó cả. Còn loài đứng đầu vùng biển Nam Mỹ là trăn anaconda xanh. Ngay cả báo đốm và cá sấu cũng không an toàn khi ở cạnh loài rắn lớn nhất thế giới này. Vùng nước tối tăm của các bờ sông giúp anaconda ngụy trang một cách hoàn hảo. Chúng di chuyển mà không bị chú ý, rồi ngồi đó chờ đợi một thứ gì đó đến uống nước. Và sau đó, wow, con trăn tấn công, nó sử dụng những chiếc răng cong sắc và cơ dài đến 4,5 mét để giữ bữa trưa ở yên tại chỗ. May mắn cho hầu hết các loài động vật, sau khi ăn no, anaconda sẽ bỏ đi vài tuần hoặc thậm chí vài tháng mà không lo lắng về bữa ăn tiếp theo. Nhưng loài rắn lớn nhất thế giới không phải là loài nguy hiểm nhất. Danh hiệu này thuộc về mamba đen, sư tử, linh cẩu đốm, hươu cao cổ và thậm chí cả voi sẽ tránh loài này bằng mọi giá. Các loài trên đều biết rằng một cú đớp cũng có thể nhanh chóng làm chúng đi đời luôn. Dài tới 4 mét, đây là loài rắn độc dài thứ hai trên thế giới sau rắn hổ mang chúa. Mamba đen châu Phi giữ vị trí đầu bảng là loài rắn nhanh nhất thế giới. Nó trường với vận tốc 19 km/h. Đó là tốc độ tối đa của hầu hết các máy chạy bộ, thưa quý vị. Không phải là loài đứng đầu nhưng vẫn nên đề cập, đó là hàng xóm của anaconda xanh, cá trình điện. Rất ít động vật muốn đối đầu với một sinh vật có nguồn điện cao như vậy. Cá trình điện có khoảng 6.000 tế bào đặc biệt, có thể tạo ra tới 800V. Còn số ấy gấp 6 lần ổ cắm điện tiêu chuẩn của Mỹ à nha. Lượng điện đó đủ để quật ngã một con ngựa và thắp sáng các ngọn đèn trong ngày lễ nữa. 2019, một công viên nước ở Tennessee đã mắc một số đèn trên cái cây gần bể nuôi cá trình điện. Mỗi khi con cá va chạm vào nước, cây sẽ phát sáng lên. Thêm một sự thật về loài cá trình điện có thể khiến bạn ngỡ ngàng, đó là chúng hít thở y hệt chúng ta. Chúng nổi lên khoảng 10 phút một lần để hớp không khí vào đầy miệng. Vâng, lá phổi duy nhất của chúng nằm trong miệng luôn. Liệu triều đại của vị vua rừng xanh có được bảo toàn không ta? Trong sách và phim thì chắc chắn rồi, trong đời thực thì không hẳn. Đối với một loài mà nhà của chúng là đồng bằng châu Phi chứ không phải trong rừng, một loạt các đối thủ như linh cẩu, báo và cá sấu luôn cố gắng giành lấy vương miện của nhà vua. Ngay cả ngựa vàng và hươu cao cổ cũng có thể giết chết những con mèo lớn đó bằng một cú đá nhanh nếu bị dồn vào đường cung. Nếu chúng ta nói đến lực cắn, thì cá sấu sông Niên châu Phi có lực cắn mạnh nhất mà có người từng đo được. Hàm của chúng mạnh gấp 5 lần hàm sư tử đấy. Đối với những người mê bơi lội, tất cả những gì bạn cần làm là tránh xuống nước. Chúc may mắn khi tránh sư tử nha. Chúng có thể chạy 80 km/h, nhảy một đoạn dài bằng chiều dài của chiếc xe buýt trường học và cả leo cây nữa. Đối thủ lớn nhất của sư tử cho vị trí cao nhất là chó hoang châu Phi. Hai loài này liên tục đối đầu vì chúng săn cùng một loại thức ăn trong cùng một khu vực. Khi có một đàn sư tử lớn, những con chó không có lựa chọn nào khác ngoài bỏ chạy. Nhưng chúng có một thứ để chống lại lũ mèo lớn, đó là sức bền. Sư tử có thể đạt đến tốc độ đáng kinh ngạc, nhưng chỉ được thế trong những khoảng thời gian ngắn thôi. Mất rất nhiều năng lượng để vận chuyển hơn 180 kg cơ bắp trên quãng đường dài, trong khi phải chạy nhanh hết mức có thể. Tuy nhiên, chó hoang châu Phi có đôi chân dài mảnh mai và phổi lớn so với kích thước cơ thể, nghĩa là chúng có thể chạy nhanh và chạy được hàng cây số. Đó là cách chúng săn mồi, bữa trưa của chúng sẽ mệt nhoài vì chạy. Có một loài vật đủ dũng cảm để đối đầu với nhà vua nếu con mèo lớn quá tò mò, đó là hà mã. Trông chúng có vẻ dễ thương và đáng yêu vậy thôi, nhưng đó là một trong những loài động vật nguy hiểm nhất hành tinh, dựa trên các số liệu thống kê. Bạn nên sợ chúng hơn cả cá mập trắng lớn nữa. Và không có gì khó hiểu về chúng đâu. Hà mã là loài thuần cơ bắp và nặng bằng một chiếc ô tô. Những chiếc răng nanh nhọn của chúng có thể mọc dài hơn cẳng tay bạn. Loài này không sợ bất cứ thứ gì cả. Ngay cả sư tử và cá sấu cũng muốn giữ khoảng cách luôn. Tên của chúng có nghĩa là ngựa nước.
chúng dành tới 16 tiếng mỗi ngày để lặn ngụp dưới nước. Điều buồn cười là hà mã không thực sự biết bơi đâu. Nếu bạn nhìn thấy một con đang bơi, thì thật ra nó đang đẩy mình ra khỏi đáy hồ hoặc sông thôi. Dù thế, chúng vẫn có thể đánh bại được tốc độ của vận động viên bơi lội Olympic giỏi nhất. Vì vậy, hãy cẩn thận đấy. Đúng vậy, tránh sang một bên đi sư tử. Hà mã là loài động vật đỉnh cao thực sự của châu Phi. Nhưng tôi sẽ không đến gần để trao giải thưởng cho chúng đâu. Về phần kẻ thống trị khu rừng, hãy nhường chỗ cho gấu xám Bắc Mỹ. Chúng nặng hơn nửa tấn, nên bạn sẽ nghĩ những quả bóng lông lá to lớn này rất chậm chạp và vụng về. Có thể duy trì tốc độ 40 km/h trong những đoạn đường dài là điều quá dễ dàng với gấu nâu khổng lồ. Lên dốc, xuống dốc và trên mọi địa hình, chúng là xe SUV địa hình của thế giới động vật. Không có bất kỳ kẻ thù tự nhiên nào, loài gấu này đứng đầu chuỗi thức ăn trong vùng. May mắn là chúng ngủ 4 tháng một năm. Chỉ hy vọng bạn không bao giờ gặp phải loài gấu này thôi. Nhưng nhất là ngay trước khi chúng chuẩn bị chuyển sang chế độ ngủ đông. Chúng dành những tháng mùa thu để vỗ béo cho mùa đông, và chúng thậm chí còn đói hơn bình thường nữa. Là loài chim săn mồi lớn nhất Bắc Mỹ, không có gì lạ khi đại bàng vàng được tìm thấy trên khắp lục địa này, ở các vùng rừng và dãy núi. Sải cánh của chúng dài gần 2 mét và người ta dùng từ thị lực của đại bàng là có lý do cả. Loài chim này có thể nhìn thấy một con thỏ cách xa 5 cây số từ trên không trung, giống như bạn nhìn thấy một con kiến khi đứng trên nóc một tòa nhà cao 10 tầng vậy. Đại bàng vàng cũng có thể nhào xuống rất nhanh từ độ cao lớn. Trong những lần nhào xuống này, chúng đạt tốc độ lên đến 320 km/h, như một mũi tên đang bay vậy. Thật khó tin, nhưng ngựa vằn có làn da đen xì ẩn dưới lông vằn đó. Vậy tại sao ngựa vằn lại có vằn? Chúng cần vằn để kiểm soát nhiệt độ cơ thể, tạo ra một luồng khí mát luân chuyển khắp cơ thể. Chúng cũng có thể mọc lông trên các sọc đen để bẫy nhiệt, trong khi lông trắng vẫn hoàn toàn xẹp. Vì vậy, nếu có màu đen xì hoặc trắng trơn thì ngựa vằn phải tìm một số cách khác để duy trì nhiệt độ của mình. Họa tiết đen cũng tạo ra hiệu ứng lóa mắt, nghĩa là khi ngựa vằn chạy, các sọc khiến con vật khác khó mà hiểu được nó đang chạy hướng nào. Gấu trúc không dùng lớp lông để kiểm soát nhiệt độ cơ thể. Những mảng đen xung quanh mắt rất quan trọng để sống sót trong rừng. Chúng giúp gấu trúc nhận biết và giao tiếp với đồng loại. Chúng bị báo hoa mai săn đuổi, vì vậy bộ lông đen trên mặt và tứ chi khiến chúng ít bị chú ý hơn. Gấu trúc có thể hòa mình vào môi trường xung quanh khi trời tối, và những mảng trắng lớn đó giúp chúng ẩn mình trong suốt mùa đông. Báo săn có hơn 2.000 đốm đen riêng lẻ trên khắp cơ thể. Mỗi con lại có một kiểu đốm độc đáo riêng. Chúng cần những đốm đó để ngụy trang khi rình rập con mồi. Báo săn được sinh ra với những đốm này, vì vậy ngay cả khi còn là em bé, chúng đã có thể ẩn nấp và được bảo vệ. Nếu không có đốm, sẽ khó hơn rất nhiều để vừa săn vừa ẩn nấp. Bên dưới, da của chúng đều là một màu và không có bất kỳ đốm nào. Không giống như loài báo săn, hổ có hoa văn nổi tiếng trên cả bộ lông và da của mình. Chúng dùng các sọc để trà trộn vào các đám cỏ cao nhằm nấp khỏi con mồi. Màu sắc của hổ không giống như màu cỏ, nhưng vấn đề là rất nhiều động vật trong tự nhiên bị mù màu và chỉ có thể phân biệt giữa các màu đen, trắng và các sắc xám. Nhiều sinh vật có sọc, nhưng ong nghệ là một trong số các loài nhỏ nhất. Các sọc đen và vàng bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn mồi. Chúng giống như một lời cảnh báo rằng ăn ong có thể dẫn đến việc bị đốt rất khó chịu. Ong cũng có thể có màu đen xì và trắng trơn, nhưng chúng không bị bạch tạng. Chúng cũng có thể có các sọc đỏ, cam, vàng, thậm chí cả xanh lam, xanh lục và tím. Cố gắng tìm một loài động vật có vú có màu sắc sặc sỡ như khỉ mandrill đi, bạn sẽ thất bại thôi. Chúng có các đặc điểm màu đỏ, hồng, xanh lam và tím trên mặt và phía sau. Màu sắc thường xác định địa vị xã hội của chúng. Càng sáng thì càng quan trọng. Con khỉ mandrill đực có màu sáng nhất luôn là chủ. Những con vật này sống thành từng nhóm lên đến 200 con. Nội tiết tố khiến chúng mất lông trên mông, vì vậy màu sắc tươi sáng càng lộ ra nhiều hơn. Màu sắc cũng trở nên sáng hơn khi mandrill phấn khích. Vì vậy, vâng, đó là đôi má khác của họ ửng hồng. Tuy nhiên chỉ có con đực thôi, những con cái có màu nâu và không có mảng sáng nào cả. Khi đầu chó trưởng thành trông rất giống khỉ mandrill, nhưng màu sắc của chúng hoạt động theo một cách khác. Khi vừa sinh ra, chúng có màu hồng toàn thân nhưng da trở nên sẫm màu hơn khi chúng ra đi. Một điều kỳ lạ xảy ra với lông trên cơ thể chúng là khỉ đầu chó sơ sinh có bộ lông màu đen, nhưng càng ngày càng nhạt màu khi chúng lớn lên.
cuối cùng chúng trở thành màu xám nhạt. Khó có thể lý giải tại sao, nhưng màu xám có lẽ giúp chúng ngụy trang. Nhện nhảy đực có nhiều màu sắc gần giống như khỉ mandrill. Chúng có thể có các màu đỏ, xanh lam và vàng trên cơ thể. Nhưng những con nhện cái không bị thu hút bởi các màu sắc này. Thay vào đó, nhện nhảy dùng màu sắc như một tín hiệu cho thấy chúng có độc. Dù trông đáng sợ nhưng loài nhện này thực sự rất thân thiện. Báo đốm có hoa văn độc đáo và lạ thường. Mỗi đốm của chúng trông giống như một bông hồng. Đó là lý do tại sao chúng được gọi là rosettes. Mặc dù báo đốm trông rất giống báo hoa mai, nhưng khá dễ dàng để nhận ra sự khác biệt. Báo đốm lớn hơn báo hoa mai và các đốm của chúng cũng vậy. Tuy nhiên, đôi khi đột biến xảy ra và cả hai con mèo này có thể chuyển đen hoàn toàn. Những con đen này được gọi là báo đen. Đúng vậy, chúng thực sự không phải là một loài riêng biệt đâu. Nhớ tới Marvel hả? Chim công có vẻ sặc sỡ, nhưng thực ra lông của chúng có màu nâu. Lông của những con chim xinh đẹp này có thiết kế kỳ lạ, phản chiếu ánh sáng theo một cách đặc biệt. Điều này khiến chúng trông có màu xanh lam, ngọc lục bảo và xanh ngọc. Đôi khi màu sắc của chúng thay đổi tùy thuộc vào hướng bạn nhìn chúng. Đối với chim công, thể hiện các họa tiết mắt trên đuôi nhằm gây ấn tượng với các con khác là rất quan trọng. Học tập chim công nha. Chúng có khoảng 200 chiếc lông lớn ở đuôi và 170 trong số đó có mắt. Gấu Bắc Cực có lớp da đen xì bên dưới lớp lông trắng đó. Trên thực tế, ngay cả bộ lông của chúng cũng không thực sự trắng. Lông trên lớp ngoài rỗng và gần như trong suốt, khiến chúng hoàn toàn vô hình trong tuyết. Nhưng làn da đen của chúng hấp thụ nhiệt từ ánh nắng. Vấn đề là chúng cần phải giữ cho bộ lông luôn sạch sẽ, nếu không lông sẽ không giữ ấm cho chúng. Hươu cao cổ cần các mảng trên bộ lông để ngụy trang. Không có hai con hươu cao cổ nào có cùng kiểu lông, đó là độc nhất, giống như dấu vân tay của chúng ta vậy. Nhưng các họa tiết lông thực sự phức tạp hơn ta tưởng. Chúng có một hệ thống mạch máu phức tạp dưới các mảng, giúp nhiệt lưu thông vì đó là nơi máu gần bề mặt. Tuy nhiên, chính da của chúng lại không có bất kỳ dấu vết nào của những mảng đặc biệt này. Tất cả các loài rùa cũng đều có họa tiết khác nhau. Các họa tiết của chúng được tạo thành từ các hình vuông được gọi là scutes. Đôi khi chúng có thể có màu sắc rực rỡ để thu hút những con rùa khác. Các kiểu vỏ thực sự bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cơ thể của chúng trước khi chúng được sinh ra. Nếu nhiệt độ khá thấp, những con rùa sẽ có hoa văn dày và to hơn. Nếu nhiệt độ cao hơn, rùa có hình vuông nhỏ hơn khi chúng nở. Đôi cánh rực rỡ thực sự rất hữu ích đối với loài bướm. Chúng được sử dụng để cảnh báo những con khác, để ngụy trang và thu hút các con bướm khác. Các hoa văn khác nhau rất nhiều trên bề mặt và mặt sau của cánh. Một hoặc hai ngày trước khi ấu trùng trở thành bướm trưởng thành, chúng bắt đầu phát triển màu sắc. Chính lớp vảy trên cánh bướm quyết định chính xác màu sắc là gì. Màu sắc của vảy thường đến từ các sắc tố hóa học, nhưng đôi khi màu sắc tuyệt vời của chúng chỉ là sự phản chiếu của ánh sáng. Một loài động vật siêu sặc sỡ khác là ếch cầy mắt đỏ. Khi còn là ếch con, cơ thể của chúng có màu nâu thuần túy. Nhưng khi lớn lên, cơ thể chúng chuyển sang màu xanh lục và có các sọc vàng và xanh lục ở hai bên. Bàn chân của chúng có thể có màu cam hoặc thậm chí là màu đỏ, giống như mắt chúng cùng các đốm xanh lam trên chân. Những sinh vật này cuối cùng trông giống như những chiếc cầu vồng nhỏ nhằm tự ngụy trang. Ngoài ra, khi con ếch bỏ chạy, những kẻ săn mồi có thể bị bối rối bởi tất cả các màu sắc nhấp nháy. Cá nóc thực sự là thiên tài trong khả năng ngụy trang. Chúng không có vảy, nhưng da trông giống hệt như san hô, giúp bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn mồi. Da chúng có màu trắng nhưng được bao phủ bởi các đường màu đen, nâu và xanh lục. Tuy nhiên, trong trường hợp có con gì đó cố gắng biến cá nóc thành bữa ăn tiếp theo của mình, chúng cũng thực sự độc hại. Chăn xiết mồi có hoa văn đẹp trên người được tạo thành từ các vảy màu khác nhau. Lớp vảy của chúng nhạy cảm với nhiệt độ và môi của chúng cũng vậy. Này, hôn một cái xem nào. Điều này giúp chúng định vị con mồi tiềm năng. Màu sắc của chúng quan trọng hơn đối với việc ngụy trang, mặc dù đôi khi bạn có thể tìm thấy chăn bạch tạng. Những con bò sữa cung cấp cho chúng ta uống và có hoa văn đặc biệt được gọi là bò Hà Lan. Không ai thực sự chắc chắn tại sao chúng cần họa tiết đó. Tuy nhiên, một số con không có màu đen và trắng, mà có thể có màu đỏ và trắng do gen lặn. Nhưng bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy hai con bò có cùng một kiểu họa tiết giống nhau đâu. Tất cả chúng đều là hàng độc đấy. Vậy đấy. Ếch phi tiêu độc rất sáng màu. Màu của chúng là sự pha trộn điên cuồng giữa cam và đỏ, gần như màu neon. Nhưng chúng cũng có thể có màu xanh ngọc. Một số con còn có các mảng vàng cùng với đốm đen. Những màu sắc tươi sáng này giúp giải quyết hai thách thức cùng một lúc. Đầu tiên, chúng cho tất cả các loài động vật khác biết chúng độc như thế nào. Đây là một ý tưởng hay vì bạn sẽ không muốn ăn thứ độc hại. Đôi khi có danh tiếng xấu lại cực lợi ấy.
Một con ếch độc màu vàng dài 2,5cm có đủ chất độc để kết liễu 10 người trưởng thành. Thứ hai, nó giúp ếch đực thu hút những con ếch cái vì ếch cái thích những con ếch sáng màu hơn. Hiển nhiên, nọc độc cũng chẳng ngăn được các quý cô quyến rũ. Vua hài trong giới tự nhiên nhất định là diễn viên hài, à nhầm, tắc kè hoa chứ, vua của màu sắc. Một số con có thể thay đổi hoàn toàn màu sắc của mình trong khi những con khác chỉ có thể thay đổi màu da. Có một quá trình thực sự phức tạp đang diễn ra ở đây với sự thay đổi màu sắc này. Da của chúng có chứa các sắc tố và bên dưới là các tế bào với tinh thể đặc biệt. Tắc kè hoa có thể thay đổi không gian giữa các tinh thể đó, khiến ánh sáng phản chiếu khác nhau trên cơ thể, làm thay đổi màu da của chúng. Tắc kè hoa làm điều này để ngụy trang, mặc dù một số con dùng nó để điều chỉnh thân nhiệt. Và vâng, cũng để kể những câu chuyện hài hước nữa. Wow, loài động vật này trở nên nổi tiếng trên toàn cầu nhờ một vẻ ngoài. Ừ thì, không mấy thu hút lắm. Tôi đang nói về loài cá độc nhất vô nhị mang tên cá giọt nước đấy. Ngày trước, loài này từng được trưng bày trong bể cá. Nó trông như một giọt nước lớn nhầy nhụa vậy. Nhưng trong môi trường sống tự nhiên dưới nước của chúng, cá giọt nước trông chẳng khác gì những con cá bình thường khác cả. Cá giọt nước là một cư dân của vùng biển sâu tại ngoài khơi bờ biển Úc. Chúng phát triển mạnh mẽ ở độ sâu khoảng 900m. Áp suất tại độ sâu đó cao hơn 120 lần áp suất tại mặt đất. Trên thực tế, chỉ những chiếc tàu ngầm mạnh mẽ mới có thể lặn tới một mực sâu như vậy. Sinh vật này không có khung xương hay nhiều cơ bắp. Thay vào đó, chúng có phần thịt giống như thạch để chống lại áp suất cực lớn dưới nước. Bạn cũng sẽ không tìm thấy cá mập trắng lớn trong bất kỳ bể cá nào đâu. Trước đây, nhiều người đã thử nuôi loài cá mập này cùng những loài cá mập khác trong bể cá, nhưng lại không hiệu quả. Chúng bỏ ăn và còn gặp khó khăn khi bơi. Loài cá này cũng không giúp mang lại nhiều lợi nhuận vì quá tốn kém. Một bể đủ lớn để nuôi chúng sẽ cần tới hàng triệu lít nước. Loài cá này không thích sống lâu tại một nơi. Cá mập trắng thích vùng biển khơi, nơi chúng có thể bơi thật xa. Chúng ta chưa từng nhìn thấy bất kỳ con cá mập trắng nào bị nuôi nhốt kể từ những năm 1970 cả. Sao La, hay còn được gọi là kỳ lân châu Á, mới được phát hiện vào năm 1992. Loài này sống trên sườn của dãy Trường Sơn nằm giữa Lào và Việt Nam. Chúng trông giống linh dương, nhưng các xét nghiệm gen cho thấy chúng có quan hệ họ hàng gần với bò hơn. Sao La là một trong những loài động vật có vú lớn quý hiếm nhất trên thế giới. Các cuộc khảo sát ước tính chỉ còn từ 70 đến 750 con trong tự nhiên mà thôi. Vâng, khoảng ước tính này khá là lớn. Các chuyên gia không thể phát biểu một con số cụ thể hơn vì họ không thể tìm thấy loài này. Họ chỉ bắt và nghiên cứu được 2 con mà thôi. Tiếp theo là loài kỳ lân biển. Hiện tại có hơn 80.000 cá thể của sinh vật này, nhưng chúng vẫn đang ở tình trạng gần tuyệt chủng. Chúng có những cái ngà dài và nhọn nhô ra từ trên đầu. Chiếc ngà trông giống của kỳ lân này thực ra là răng và có thể dài tới 3 mét. Kỳ lân biển thuộc họ cá voi, nhưng không giống như các họ hàng của mình, loài này không di cư. Kỳ lân biển sống cả đời tại vùng biển Bắc Cực ở Greenland, Canada, Na Uy và Nga. Chúng sống đến 50 năm trong tự nhiên nhưng không thể tồn tại trong điều kiện nuôi nhốt. Vì vậy, nếu bạn muốn nhìn thấy tận mắt một con thì sở thú không phải là nơi thích hợp đâu. Không giống như những sinh vật khác trong video này, chim én rất phổ biến. Bạn có thể nhận ra loài chim xinh đẹp này nhờ những chiếc lông màu xanh lộng lẫy chạy từ đầu đến đuôi của chúng. Mặc dù chim én là một trong những loài thường thấy nhất, nhưng chúng không hợp với đời sống ở sở thú. Chúng ăn khi đang bay và bắt thức ăn trên không trung. Đó là lý do tại sao chúng chỉ ăn côn trùng biết bay. Chúng cần phải sống trong những chuồng chim lớn có nhiều chỗ để bay. Tuy nhiên, hầu hết các vườn thú không thể đáp ứng điều này. Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều khỉ đột vùng đất thấp trong điều kiện nuôi nhốt, nhưng phát biểu này lại không đúng nếu chúng nói về khỉ đột núi. Loài khỉ này có lông dài hơn, đồng thời chúng có màu ngà xám thay vì nâu. Chỉ có khoảng 1.000 con trong tự nhiên, vì vậy chúng cũng là một loài có nguy cơ tuyệt chủng. Khỉ đột núi thường dành 1/4 thời gian trong ngày để ăn. Hồi những năm 60 và 70, người ta đã rất nỗ lực bắt chúng nhằm xây dựng nên một quần thể nuôi nhốt, nhưng điều đó không khả thi. Chúng không thể sống tốt trong môi trường giam giữ vì nhu cầu ăn uống đặc biệt của chúng. Nếu không ăn uống như vậy, sức khỏe của khỉ đột sẽ giảm sút rõ rệt. Một vấn đề khác có thể là do căng thẳng. Hiện tại, các sở thú không hề nuôi nhốt bất kỳ con khỉ đột núi nào. Lại lặn xuống biển nhé. Ở đây chúng ta có mực khổng lồ,
Đây là loài sinh vật khổng lồ đã truyền cảm hứng cho những truyền thuyết về Kraken. Loài này vẫn là một bí ẩn đối với các nhà khoa học. Môi trường biển sâu không thể trú ngụ được khiến việc tìm tòi gặp nhiều khó khăn. Những nghiên cứu mà các nhà khoa học có thể thực hiện đều là trên các mẫu vật quý hiếm bị dạt vào bờ biển. Năm 2004, các nhà nghiên cứu ở Nhật Bản đã chụp được bức ảnh đầu tiên của một con mực khổng lồ còn sống. 2 năm sau, họ đưa được một con khác lên khỏi mặt nước. Bởi vì loài này sống rất sâu dưới lòng biển nên mắt chúng to bằng quả bóng chuyền bãi biển vậy. Chúng có thể nhìn thấy mọi thứ ở những nơi tối tăm nhất của đại dương. Tại đó, những sinh vật khác sẽ phải cố gắng lắm mới thấy được sự vật xung quanh. Cho đến nay, loài mực khổng lồ chưa bao giờ bị đánh bắt hoặc nuôi nhốt để nghiên cứu đầy đủ. Tiếp theo, chúng ta có loài động vật có vú lớn hiếm nhất hành tinh, đó là tê giác Java. Loài này chỉ còn lại chưa tới 70 cá thể, và chúng đều sống ở công viên quốc gia trên đảo Java, Indonesia. Trong tổng số 5 loài tê giác, đây là loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất. Các nhà khoa học không chắc chúng sống được bao lâu nhưng dự đoán là khoảng 30 đến 40 năm. Khu vực chúng sinh sống dễ bị ảnh hưởng bởi sóng thần và cũng nằm gần nơi có nhiều núi lửa đang hoạt động. Nếu bất kỳ ngọn núi lửa nào trong số đó phun trào, tê giác Java có thể sẽ bị tuyệt chủng. Tiếp đến là một sinh vật mà có thể bạn chưa bao giờ nghe nói đến, có tên là Indri. Cư dân bản địa vùng Madagascar này là một loài linh trưởng độc đáo sống dựa vào cây cối để di chuyển và kiếm ăn. Chúng sống từ 15 đến 18 năm trong tự nhiên, nhưng trong điều kiện nuôi nhốt, một số chỉ sống được 1 năm mà thôi. Nguyên nhân có thể là do sự căng thẳng và rối loạn đến từ môi trường này. Các chuyên gia tin rằng, chế độ ăn của Indri quá đặc biệt nên chúng không thể sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt. Họ cũng nhận thấy rằng loài động vật này không sinh sản khi chúng bị đưa ra khỏi môi trường tự nhiên. Tiên hồng có mai không có cánh hay phép thuật gì đâu. Đây là loài vật nhỏ đáng yêu với lớp vỏ màu hồng có chức năng như bộ tản nhiệt. Đây là loài nhỏ nhất trong số các loài có mai. Chúng dành cả cuộc đời để sử dụng những chiếc vuốt trước to lớn đào bới mọi nơi trên mặt đất, chủ yếu là vào ban đêm. Chúng khó bị phát hiện, chứ còn chưa nói đến chuyện bị bắt. Đó là lý do tại sao các nhà khoa học không thể nghiên cứu loài này sâu hơn. Bạn sẽ chỉ tìm thấy chúng ở miền Trung Argentina. Mặc dù ở sở thú, các loài bọ hiếm gặp rất phổ biến, nhưng có một loài bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy, đó là mọt hươu cao cổ. Tại sao nó lại có cái tên này ư? Bởi vì chúng có chiếc cổ cực kỳ dài để xây tổ. Chúng dành phần lớn thời gian để ăn lá của một loài cây có tên được đặt theo tên của chúng, đó là cây bọ cánh cứng hươu cao cổ. Có một loài côn trùng khác cũng được gọi là mọt hươu cao cổ ở New Zealand, nhưng đó lại là một loài hoàn toàn khác. Đến từ nơi sâu nhất của trái đất, đó là cá ốc Mariana. Chúng sinh sôi ở độ sâu khoảng 8.000 mét, nghĩa là đối xứng với cao độ của một chiếc máy bay đấy. Áp suất ở độ sâu này rất lớn, lực ép ở đây sẽ giống như khi một con voi đứng trên ngón chân của bạn vậy. Au! Vì vậy, loài cá này không thể sống được trong vùng nước nông của bể cá. Chúng ta còn một loài sinh vật thích vùng biển sâu khác, đó là bạch tuộc Dumbo. Chúng sống ở độ sâu khoảng 4.000 mét. Ở đó, chúng hiếm khi cảm thấy bị đe dọa. Vì vậy, loài vật đáng yêu bé nhỏ này không có túi mực như những con bạch tuộc khác để bảo vệ chúng khỏi kẻ thù. Loài này thuộc họ bạch tuộc ô. Bạn có thể thấy các cánh tay của chúng được nối với nhau bằng một mảng da. Hình dáng đó khiến chúng trông giống như một chiếc ô khi bơi vậy. Không nhiều người từng nhìn thấy bạch tuộc Dumbo, nhưng đây không phải là loài có nguy cơ tuyệt chủng. Không ai có thể lặn sâu như vậy để gây khó khăn cho loài này cả. Cuối cùng, một trong những yếu tố quan trọng nhất để quyết định xem một loài vật có thể sống trong bể cá hay không, đó là kích thước của chúng. Khi nói đến cá voi xanh, thì bể cá của bạn phải có kích thước bằng đại dương, còn không thì không thể đâu nhé. Và một loài động vật lớn cần đến hàng tấn thức ăn, và điều đó thì không bể cá nào có thể đáp ứng được. Cá voi xanh là loài có nguy cơ tuyệt chủng, hiện chỉ còn chưa tới 25.000 cá thể mà thôi. Loài động vật biển có vú này di cư qua hàng nghìn km. Để bơi được một khoảng cách lớn như vậy, cá voi xanh sẽ ngủ khi đang bơi, nhưng chúng không bao giờ chìm vào giấc ngủ hoàn toàn. Loài này chỉ khẽ chợp mắt khi lướt trên mặt nước. Bạn thức dậy với cái đầu nặng trĩu. Chiếc giường êm ái của bạn đâu rồi? Và tại sao bạn lại ngủ trên nền đất ẩm ướt và bẩn thỉu ở một nơi nào đó? Chờ đã, tất cả những thứ xung quanh bạn là gì vậy? Bạn đang ở trong khu rừng rậm sao? Gần đó có một chiếc ba lô đựng những thứ cần thiết như nước, bánh quy,
kẹo và áo khoác. Nó chắc chắn là của bạn. Nhưng mà... Xin chào, làm thế quái nào mà mày đến được đây vậy? Chờ đã, áo khoác ư? Trời cực kỳ nóng, chắc chắn bạn sẽ không cần nó. Mà đây là đâu vậy? Những cây bụi đầy lá, cây cối rừng nhiệt đới rậm rạp. Chà, cứ giống giống kỷ Jura thế nhỉ? Bạn nhảy lên sợ hãi, nhìn xung quanh và chạy ra đứng dưới một bụi cây râm mát. Không phải là một lựa chọn hay và chắc chắn không phải là thời điểm tốt nhất để nhớ lại rằng bạn rất dở trong trò trốn tìm. Có một con vật khổng lồ trông rất kỳ lạ bước ra từ bụi rậm, nhìn chăm chăm vào bạn. Khủng long! Bạn hét lên, rung mình và che mắt lại. Đây không phải là những gì bạn mong đợi vào buổi sáng đâu. Đợi đã, khủng long thì không sủa. Bạn mở mắt ra, chắc chắn con vật đó đã lao vào bạn rồi. Nhưng bây giờ nó chỉ nhảy lòng vòng, vẫy cái đuôi, sủa và thè lưỡi. Và nó trông rất quen nữa. Đó là con chó sao? Bạn gần như hét lên nhẹ nhõm. Nó thật kỳ lạ, khủng long chó còn có thể là gì khác chứ? To, màu xám, nhiều lông, cực kỳ giống T-Rex nữa. Chân trước của nó thực ra là cánh tay nhỏ ngắn và cái mõm dài với những chiếc răng sắc nhọn đang chìa xuống chỗ bạn. Trong khi khủng long chó đang tắm cho bạn trong nước giải thì một con vật nữa chui ra từ bụi cây. Nó màu trắng, có lông, chân trước ngắn, đuôi dài màu xám đậm, đôi tai to kỳ lạ. Đó là khủng long thỏ. Hai con vật bắt đầu rượt đuổi và trêu đùa nhau. Mình có lú lẫn gì không ta? Khủng long chó cảm thấy chán nên chạy đến gần bạn, dụi đầu vào cánh tay bạn. Bạn nựng nó, trong khi vẫn tự hỏi không biết phải làm gì tiếp theo. Sẽ ra sao nếu con vật này trở nên khó chịu hoặc đói? Mình sẽ gọi nó là Max. Bạn lấy một cành cây rồi ném nó đi xa nhất có thể. Chà, ít nhất thì chuyện này đã kết thúc. Khủng long chó đã đi rồi và trong đầu bạn đầy những câu hỏi. Con vật đó đang làm gì trong khu rừng này? Còn những con nào khác sống ở đây nữa? Chúng có thân thiện như vậy không? Không mất nhiều thời gian để có câu trả lời, một âm thanh kinh hoàng lấp đầy tai bạn. Lần này bạn từ từ quay lại. Một sự ngạc nhiên nữa. Chỉ cách vài bước chân, một con quái vật to lớn đang nhìn bạn. Đôi mắt nó là đáng sợ nhất, mở to và nhìn thẳng vào bạn. Bạn nín thở. Có thể mọi chuyện sẽ kết thúc ngay lập tức. Nhưng sau một lúc, bạn thở vào nhẹ nhõm. Đó chỉ là con ngựa vằn thôi. Chà, ngựa vằn khủng long. Những sọc đen trắng kỳ lạ trên một cơ thể vạm vỡ. Và wow, cái đầu nó dài quá. Đuôi nó thì không đùa được. Và phần sau được bao phủ bởi các tấm xương. Ngựa vằn khủng long bước tới một bước. Ngựa vằn, chúng chỉ ăn cỏ phải không nhờ? Hy vọng là con này cũng vậy. Để xem, có ba lựa chọn: chạy, nằm yên hoặc nựng con ngựa vằn khủng long khổng lồ. Chà, một con thú còn nhiều lông hơn nhảy ra từ bụi cây và cuộc đua bắt đầu. Đó có phải là tiếng cười khúc khích không? Tiếng cười lớn mới đúng chứ. Chờ đã, đó là con linh cẩu sao? Linh cẩu khủng long. Loài này có một trong những bộ hàm và chiếc cổ khỏe nhất. Thêm đặc điểm của khủng long nữa và sự kết hợp khá nguy hiểm đấy. Chỉ có một lựa chọn là chạy ngay đi thôi. Con ngựa vằn dường như biết chuyện gì đang xảy ra. Bạn bắt đầu chạy, băng qua những bụi cây rậm rạp và vấp phải rễ của những cây cao trong rừng. Bạn nhảy, cúi đầu, chạy lắc léo và cuối cùng ra khỏi khu rừng, rồi đến biển rồi sao? Tuyệt quá, giờ bạn có thời gian để nghĩ về những gì vừa thấy. Kế hoạch là gì đây? Đại dương, cây cọ, mặt trời và cuối cùng là không khí biển trong lành. Bạn hít thở sâu và nhắm mắt lại. Yên lặng như tờ, những bàn chân khổng lồ nhẹ nhàng dẫm nát cỏ, tiếng vút lên của một chiếc đuôi thanh lịch. To lớn, xám xám, khỏe mạnh với những móng vuốt dài kinh khủng giấu trong đôi bàn chân to và mềm. Và cái đầu rất kinh luôn, bạn nhìn lại lần nữa, vẫn kinh khủng như thế. Nó trông giống một hộp sọ trụi lũi với hàm răng sắc nhọn và đôi mắt màu vàng ấm áp. Con vật này không hề quan tâm đến bạn. Nó cúi xuống, có vẻ sẵn sàng để vồ. Sau đó, mèo khủng long rên rừ rừ một cách lười biếng và bắt đầu liếm lông. Ít nhất, nó không nghĩ bạn giống con chuột, cây gậy, quả bóng hay thùng giấy. Mèo thích những thứ kỳ lạ mà lý. Đột nhiên, bãi biển đầy những con cua đỏ khổng lồ. Có hàng trăm con nằm khắp nơi, duỗi thẳng những cái càng dài và sắc nhọn.
từ bao giờ cua có 10 mắt và 4 càng khổng lồ vậy? Cua khủng long thì có đấy. Bạn che miệng lại nhưng vẫn không chặn được tiếng hét. Bạn chạy trở lại rừng, tuy đó không phải là việc hay nhất. Lần này bạn chạy biến luôn và không ngoảnh lại. Mục tiêu duy nhất của bạn là không phải nghe thấy những tiếng kẹp khó chịu của cua khủng long nữa. Tuy nhiên, có gì đó khác lạ. Khu rừng rậm nhiệt đới đã thay đổi, nó trông như đang biến hình. Không còn dây leo cũng như những chiếc lá to lớn kỳ lạ nữa. Không khí mát mẻ hơn và các lối đi rộng hơn một chút. Hình như giờ bạn đang ở trong rừng thì phải. Bạn bắt gặp một cánh đồng lớn với một hồ nước lớn thơ mộng ở giữa. Nơi hoàn hảo để sẽ phi, nếu không bận tâm đến loài khủng long và cây cối có thể thay đổi hình dạng rõ rệt. Một tiếng hét bay vèo qua mặt hồ, khá dễ để nhận ra con vật duyên dáng này, ngay cả khi màu sắc hơi khác. Đó là chú thiên nga khủng long màu xám có cổ hình chữ S, nhưng nó đã có thêm một số điểm được nâng cấp. Mỏ nhọn như dao, móng vuốt lớn và khỏe, đôi mắt trông như có thể nhìn thấy một bữa ăn ngon cách xa hàng cây số. Chà, bạn không phải là một con cá, thế nên có lẽ bạn sẽ ổn thôi. Ngoài điều đó ra thì hồ nước rất đẹp, loa kèn nước to bằng cái bàn, mọc khắp nơi, hoa loa kèn khổng lồ. Ộp ộp, tuyệt quá, giờ là ớt khủng long. Một con rất to nhảy lên khỏi mặt nước và hạ cánh như ninja trên bông loa kèn. Nó trông giống một tảng đá khổng lồ được bao phủ bởi lớp da sần sùi màu xám đậm. Không có chàng hoàng tử quyến rũ nào trốn trong đó đâu. Không thể nào. Bạn trốn sâu một bụi cây khổng lồ. Con ếch đó có cái lưỡi to khủng khiếp. Ngay cả chiếc lưỡi đó cũng không thể cứu nó khỏi những gì đang diễn ra đằng sau. Cái đầu lơ lửng của một con cá sấu khủng long khổng lồ. Nó trông giống cá sấu thông thường, chỉ khác là lớn hơn nhiều thôi. Như kiểu cá sấu bình thường là chưa đủ đáng sợ ấy. Ếch khủng long nhảy xuống nước và bắt đầu bơi đi bằng đôi chân sâu khổng lồ. Cuộc rượt đuổi đang diễn ra và rất nhanh sau đó cả hai đều biến mất dưới mặt nước. Rất hy vọng anh chàng ếch còn sống. Bạn cảm thấy tội nghiệp cho nó nhưng không có thời gian để nghĩ. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Điều này không bao giờ là tốt cả. Và cái cây gần bạn ngã xuống. Nó trông giống một chiếc thuyền úp ngược. Đó là gì vậy? Ôi, rùa khủng long. Anh chàng này cần phải giảm nốc cà phê và thành protein thôi. Tiếng vo ve đó là gì vậy? Càng lúc càng to. Có hai điều thôi. Một là tiếng động đó nghe như tiếng con ong. Hai là làm ơn hãy là con có kích thước bình thường. Nhưng thay vì là con côn trùng biết bay nhỏ bé, thì con ong bạo chú có kích thước bằng con người đáp xuống mai của con rùa khổng lồ. Nó có chân giống vận động viên cử tạ và râu trông rất sắc. Nếu chỉ có một con thì không sao cả, hy vọng thế. Bỗng từ đâu, bạn nghe thấy một tiếng la kinh hoàng. Làm ơn cho nó dừng lại đã. Một cái bóng khổng lồ bao phủ mặt đất và bạn nhìn lên. Khủng long chim kìa. Những con này thực ra có cái tên chính thức đấy, nhưng bạn không biết nó là gì. Bạn chỉ nhìn thấy bộ lông màu xanh đỏ, cái mỏ sắc nhọn đầy răng sắc hơn, và cái gì đang rơi ra từ đôi cánh của nó vậy? Con chim nhìn thấy ong khủng long và sa xuống để chộp lấy bữa ăn nhẹ giữa ngay. Nhưng con ong lại nấp dưới mai rùa, nhanh trí đấy. Có điều gì đó nói với tôi rằng tôi sẽ không nhanh hay thông minh như vậy nếu chuyện này xảy ra với tôi. Có khi tôi lại... Rồi, chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Đôi mắt đen đáng sợ của nó thấy bạn từ xa. Bạn lùi lại một bước ngắn. Cho đến giờ, chưa có con vật nào khác thấy bạn cả. Rắc, một cành cây dưới chân bạn bị gãy. Và đột nhiên, hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía bạn. Tò mò, giận dữ và thèm thuồng. Quay lại lựa chọn một là chạy. Bạn đang chạy nhanh nhất có thể, nhưng mọi thứ dường như vô vọng. Bạn đến một vách đá lớn, có một con sông ở phía dưới. Bạn nhắm mắt lại và nhảy. Bùm, toàn thân bạn run như cầy sấy. Bạn mở mắt ra. Bạn tỉnh rồi, tất cả chỉ là cơn ác mộng thôi, phải không? Đúng vậy chứ. Và chúng đã bắt đầu. Cá sấu sông Nil dễ dàng vượt qua hà mã. Chúng đang bơi lên thượng nguồn. Nhưng cơ thể của cá sấu được sinh ra để bơi qua vùng nước như vậy. Loài này nặng khoảng 2 cái tủ lạnh và được cho là loài bò sát nặng nhất trái đất. Chúng có thể bơi lên với tốc độ lên đến 35 km/h. Hà mã không thực sự biết bơi. Chúng chỉ đi dưới đáy sông và nhảy lên từ bất kỳ tảng đá lớn nào mà chúng tìm thấy. Chúng có thể khép lỗ mũi bất cứ khi nào chúng muốn, có thể lướt một chút dưới nước
nhưng không thể so sánh được với cá sấu. Con cá sấu lên đến bờ và bắt đầu chạy qua cánh đồng, nhưng tốt hơn là nên nhường chỗ. Con hà mã đang dần đuổi kịp. Nó tăng tốc trên địa hình bằng phẳng. Mặc dù rất lớn, nhưng hà mã có thể chạy nước rút nhanh hơn con người. Cá sấu chạy trước nhiều km, nhưng hà mã chạy bộ nhanh hơn. Hà mã đã vượt qua dải băng. Cuộc đua kết thúc. Bíp bíp. Xin chào trợ đất. Mày đang chạy trốn gì vậy? Chờ đã, đứng lại nào. Con sói đồng cỏ đó đang đuổi rất nhanh. Nó đang ở ngay phía sau đuôi của mày rồi đấy. Trợ đất lớn có thể chạy với tốc độ lên đến 32 km/h và thậm chí nhanh hơn khi đói. Không giống như những gì bạn thấy trong phim hoạt hình, sói đồng cỏ chạy nhanh gấp đôi trợ đất, nhưng phiên bản hoạt hình vui nhộn hơn. Ở làn thứ nhất, đến từ khu rừng rậm Nam Mỹ, đó là con lười chậm chạp. Và ngay bên dưới đó, ở làn thứ hai, chúng ta có một con ốc vườn điển hình. Và cuộc đua bắt đầu cho loài động vật chậm nhất trái đất. Với tốc độ tối đa của con lười là 0.3 km/h. Không có gì lạ khi người ta gọi chúng là cái gối khổng lồ biết đi. À, là tôi gọi chúng như vậy đấy. Ốc sên đã có một khởi đầu tốt. Nó có thể chạy qua một khu vực nhỏ lần cận trong khoảng 1 tiếng. Sinh vật không xương này chỉ có một bàn chân được bao phủ bởi một lớp chất nhờn để bảo vệ. Quá mờ để có thể nhìn, nhưng tôi nghĩ con lười vẫn ở nguyên chỗ cũ. Và bây giờ nó đang ngủ. Có thể nó sẽ ngủ trong suốt cuộc đua. Con lười có thể ngủ 15 tiếng mỗi ngày. Chúng ngủ trong hơn nửa cuộc đời. Và hãy nhìn kìa, ốc sên đã ra khỏi mảnh đất đầy nắng đó. Điểm đến tiếp theo là mảnh đất râm mát. Chả quá sớm để dự đoán. Chúng ta sẽ phải đợi con lười tỉnh dậy để trở lại cuộc đua. Gấu xám có thể dễ dàng chạy vượt qua con người. Nếu bạn đang đi picnic và nấu món gì đó quá ngon, tốt hơn hết là bạn nên để lại bữa trưa của mình. Tốc độ chạy nước rút nhanh nhất của con người là 45 km/h. Tất nhiên, được thiết lập bởi Usain Bolt. Vì vậy, anh ấy có thể chạy trốn kịp lúc. Nếu bạn chậm hơn Bolt, mà hẳn là vậy rồi, thì bạn đang gặp rắc rối đấy. Trong cuộc đua nước rút 1-1 giữa người và gấu xám, bạn luôn sẽ là bữa trưa của con gấu. Nhưng trong số tất cả các loài gấu, loài nào là nhanh nhất? Gấu Bắc Cực, gấu xám, gấu nâu, gấu chó và một chú gấu trúc dễ thương đáng yêu. Vào chỗ nào? Sẵn sàng! Chạy! Sự căng thẳng hiện hữu một cách rõ ràng. Gấu xám và gấu nâu đang bám đuổi nhau. Gấu nâu có thể chạy nhanh như gấu xám. Gấu chó là con gấu nhỏ nhất trong cuộc đua. Nó dài hoặc cao khoảng 2 mét. Sao cũng được. Nó chỉ đơn giản là không thể theo kịp. Gấu Bắc Cực đã có một khởi đầu tốt, nhưng tốc độ của nó không bằng gấu xám hoặc gấu nâu. Gấu xám dẫn đầu. Không phải, đó là gấu nâu. Bây giờ là gấu xám. Chờ đã, gấu trúc đâu rồi? Nó đang làm gì vậy? Tôi không nghĩ là nó biết mình đang chạy đua. Nhưng nó dễ thương đúng không? Nó vừa ăn xong chiếc gậy tre thứ 3. Một con gấu trúc có thể ăn tới 13 kg tre mỗi ngày. Đó là rất nhiều tre đấy. Nhưng nó đã bắt đầu. Nó tìm thấy đường tắt và đang lăn xuống ngọn đồi. Nó vượt qua gấu xám và gấu nâu. Cuộc đua kết thúc. Gấu trúc chiến thắng. Thật tiếc. Chúng ta đều biết gấu trúc không nhanh. Thực tế chúng là một trong những loài gấu chậm chạp nhất. Tuy nhiên, nếu thấy nó lăn xuống đồi về hướng bạn thì hãy chạy đi nhé. Máy bay Boeing 747 có tốc độ tối đa khoảng 1.000 km/h. Loài chim nhanh nhất là hải âu đầu xám. Chúng có thể bay với tốc độ lên đến 130 km/h và ở lại trên không khoảng 10 tiếng mà không cần hạ cánh. Chim cắt lớn nhanh hơn, nhưng chỉ khi chúng nhào thẳng xuống để lấy một ít đồ ăn mang đi thôi. Bồ câu cẩn thận nào. Wow. Máy bay lớn phải mất nhiều thời gian để bay lên không trung. Nhưng còn hải âu thì sao? Nó sẵn sàng và cất cánh chỉ sau vài giây. Nó đang dẫn đầu. Nhưng vài phút sau. Quay lại với cuộc đua chậm nhé. Con lười đã thức dậy. Tốt rồi. Nhưng cho đến nay, nó chỉ mới nhấc được cánh tay lên để chạm tới cành cây đó. Con ốc vườn vẫn đang cố treo qua tảng đá lớn. Con lười dành nhiều thời gian nằm bất động nhất có thể để không trở thành bữa sáng của ai đó. Đây không phải là kiểu luyện tập tốt cho một cuộc đua. Nhưng chờ đã, ứng viên thứ 3 đã tham gia cuộc đua. Đó là loài rùa Galapagos. Hai chân trước mạnh mẽ của nó chống đỡ một thân hình như cái bể chứa vậy. Nó có tốc độ nhanh gấp 4 lần ốc vườn. Thú vị rồi đây. Chúng ta đã có một cuộc đua kéo dài cả thế kỷ. Con rùa đang chạy và vượt qua mọi chướng ngại vật. Không có gì có thể ngăn cản nó. Này, không được gian lận nhé con lười. Đừng thả cành cây từ trên đó xuống chứ. Sâu dưới lòng đất, chuột chũi đang bận rộn đào hang. Một con chuột chũi có thể ăn số lượng giun đất bằng trọng lượng cơ thể và có thể đào khoảng 5 mét một giờ. Con lửng Mỹ là loài động vật đào nhanh nhất thế giới
và trên đất liền cũng nhanh một cách đáng kinh ngạc. Nó gần như có thể sánh với tốc độ của con người nếu may mắn. Nếu đối đầu, con lửng Mỹ sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua trong đường hầm khá dễ dàng. Thật không may, chuột chũi không thể nhìn thấy nó đang đi đâu. Loài này không bị mù nhưng có thị lực rất kém và bị mù màu. Chúng còn không thể đeo kính ở dưới đó. À, con báo kiều hãnh. Nó đang chạy nước rút qua thảo nguyên với tốc độ chóng mặt. Tôi là động vật có vú nhanh nhất trên cạn trong hàng triệu năm, tôi biết mà. Con báo đốm nhanh nhất được ghi nhận là vận động viên chạy nước rút tên là Sarah. Khi 11 tuổi, nó đã chạy được 100 mét trong chưa đầy 6 giây. Một con báo có thể chạy lên đến 130 km một giờ nếu thấy món ăn ngon. Sarah được nuôi dưỡng trong một vườn thú ở Mỹ và là một trong những con báo đốm đầu tiên có bạn là chó trong suốt thời gian trưởng thành. Alexa và Sarah mãi bên nhau bạn nhé. Nhưng bay phía trên Sarah là một con rơi nhỏ khiêm nhường và nó khiến Sarah trông thật chậm chạp. Loài rơi không đuôi Brazil có thể bay với tốc độ lên đến 160 km một giờ. Đây là động vật có vú nhanh nhất hành tinh. Bây giờ đã đến lúc thu nhỏ kích thước nào. Đầu tiên là bọ hổ Úc. Nó phóng về phía trước với tốc độ 10 km một giờ. Nghe có vẻ không nhiều, nhưng so với kích thước của nó thì đó là tốc độ nhanh như chớp, giống như một người chạy dọc theo một con tàu cao tốc vậy. Chạy ở làn bên trong là kiến bạc Sahara. Kiến có kỹ năng làm việc nhóm và mạnh nhất khi làm việc cùng nhau. Nhưng chỉ một con kiến cũng đã rất khỏe. Chúng có thể nâng một khối lượng gấp hàng trăm lần trọng lượng cơ thể và có thể chạy nước rút như không có ngày mai. Usain Bolt có thể đạt 4 sải chân mỗi giây, với kiến bạc là 50. Các nhà khoa học thậm chí còn phát hiện ra loài kiến nhỏ này thích phi nước đại khi đạt đến tốc độ tối đa. Ứng cử viên cuối cùng của chúng ta, động vật nhanh nhất trái đất, không ai khác chính là con ve nhỏ này. Nó chỉ lớn bằng một hạt vừng. Nếu tính theo chiều dài cơ thể mỗi giây, loài động vật siêu nhỏ này vượt xa mọi loài khác trên hành tinh. Nó được cho là chạy nhanh gần gấp đôi bọ hổ và nếu có kích thước bằng con người, nó sẽ chạy nhanh hơn tốc độ âm thanh. Hãy quay lại với những loài chậm chạp nào. Chúng đã xong chưa nhỉ? Rùa dẫn đầu, ốc sen cuối cùng đã bò qua được tảng đá lớn và con lười thì đang đến nhánh cây thứ hai. Con rùa còn cách vạch đích 3 bước chân. Chà, tôi không thể nào hào hứng hơn nữa, nhưng tôi nghĩ mình có một thời gian cho một tách cà phê đấy. Kẻ xấu có mặt ở khắp nơi trên trái đất. Tại sao chúng xuất hiện cùng một lúc? Ta không bao giờ biết được. Những gì chúng ta cần là một anh hùng. Hy vọng người đó không mặc quần jean bên ngoài. Đã đến lúc phải đứng lên rồi hỡi các nhà khoa học. Trong phòng thí nghiệm, họ đang bận rộn lựa chọn những mẫu DNA tốt nhất mà tự nhiên mang lại. Kế hoạch là gì? Lấy những mẫu tốt nhất từ các loài động vật khác nhau và kết hợp tất cả lại thành huyết thanh siêu anh hùng hoàn toàn tự nhiên. Các siêu anh hùng rất nhanh. Anh hùng của tự nhiên cần phản xạ nhanh và không loài nào so sánh được với ruồi chân dài. Khi giật mình, loài ruồi này có thời gian phản ứng dưới 5 mili giây. Nếu bạn muốn chụp ảnh loài vật nhỏ bé này thì 9 trên 10 lần bức ảnh sẽ bị mờ. Chúng hẳn là rất ngại ngùng trước ống kính nhỉ? Nhưng khả năng né một bức ảnh có lẽ không phải là kỹ năng mà anh hùng của chúng ta cần. Còn DNA lấy từ một trong những động vật không xương sống thông minh nhất thì sao? Tôi đang nói về phản xạ nhanh như chớp và kỹ năng phản ứng tuyệt vời. Bạch tuộc là một trong những nghệ sĩ trốn thoát giỏi nhất của tự nhiên. Chúng thậm chí còn thông minh hơn một số người, có thể là rất nhiều người. Mỗi con bạch tuộc có 3 trái tim và 9 bộ não. Và chúng ghét mặc vest đi làm. Mỗi cánh tay, đó thật ra không phải là xúc tu, đều có một bộ não riêng, cùng với một bộ não nhìn giống bánh donut ở trung tâm để điều khiển toàn bộ cơ thể. Có nghĩa là mỗi cánh tay có thể di chuyển giống như chính cơ thể của bạch tuộc. Loài này có thể phản ứng nhanh hơn cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp, ngay cả với 8 chiếc găng tay. Nhưng đó không phải là tất cả những gì bạch tuộc có thể mang đến cho anh hùng của chúng ta. Chúng cùng với mực nang có kỹ năng ngụy trang cực đỉnh. Da của chúng có thể tiệp với màu sắc, kết cấu và họa tiết của phong nền. Chúng là nhà vô địch môn trốn tim. Các thành viên của gia đình bạch tuộc về cơ bản có mực ống, mực nang, ốc, sên và bạch tuộc siêu thông minh. Thực ra đều bị mù màu. Các nhà khoa học cũng bối rối như bạn vậy. Điều khiến những sinh vật này độc đáo đó là chúng có các tế bào cảm nhận ánh sáng khắp trên da, không chỉ trong mắt. Hãy tưởng tượng bạn có thể nhìn bằng toàn bộ cơ thể đi, tầm nhìn 360 độ, không tồi cho một siêu anh hùng. Siêu sức mạnh là thử thách tiếp theo, và bọ hùng đã sẵn sàng để bước lên. Chúng có thể kéo một vật nặng gấp 1.000 lần bản thân, vì vậy so với trọng lượng cơ thể, đây là động vật khỏe nhất hiện nay. Việc này cũng giống như bạn kéo khoảng 13 con voi hoặc 35.000 con chihuahua vậy.
tất cả số chó đó từ đâu ra nhỉ? Bọ hùng khiến việc này trông thật dễ dàng. Ngoài ra chúng còn di chuyển các đồ vật bằng cách trồng cây chuối. Chắc chắn anh hùng của chúng ta cần khả năng này. Đã đến lúc nói về sự bảo vệ. Nếu đang mong đợi tự nhiên cho chúng ta mượn DNA từ da của TT hoặc Tattoo thì bạn sai rồi. Anh hùng của tự nhiên cũng cần phải nhanh nhẹn. Lựa chọn tốt nhất là kết hợp thêm một số DNA từ da lạc đà. Đây là loài động vật sa mạc, vì vậy da chúng cực kỳ cứng cũng đúng thôi. Da lạc đà có thể chịu được các sa mạc nóng như lửa đốt và mặt trời chói chang. Ít nhất thì các nhà khoa học đã không chọn da cá voi. Mặc dù cho đến nay đó là loại da cứng nhất. Sở hữu lớp da dày hơn 30cm có thể mang đến cho siêu anh hùng khả năng tự bảo vệ tuyệt vời. Nhưng việc bước ra khỏi cửa sẽ là một vấn đề lớn. Có hai thứ quan trọng mà chúng ta cần để sống, đó là oxy và nước. Anh hùng của chúng ta không cần phải lo lắng về những thứ đó, đặc biệt là khi kẻ xấu đang hiện diện khắp nơi. Các nhà khoa học quyết định kết hợp DNA của cóc đầu dẹt Bonia và thà lằn gai quỷ. Bằng cách đó, anh hùng của chúng ta sẽ không bao giờ phải vào cửa hàng tiện lợi để mua nước đóng chai nữa. Loài cóc đầu dẹt không cần phổi, cơ thể chúng hấp thụ oxy qua da. Thân phẳng mang lại cho chúng một diện tích bề mặt rất lớn. Đó không phải là cách hiệu quả nhất để lấy oxy, vì vậy may mắn là loài cóc này không cần phải di chuyển quá nhiều. Thằn lằn gai có thể mang đến cho anh hùng của chúng ta sự bảo vệ và cả kỹ thuật vận chuyển nước thông minh. Chúng hút nước qua chân, vì vậy không bao giờ cần phải dừng lại để uống nước. Giống như miếng bọt biển, nước được hút lên trên bất chấp trọng lực. Vì vậy, anh hùng của tự nhiên chỉ cần dẫm lên thứ gì đó ẩm ướt thay vì phải mang chai nước theo. Làm siêu anh hùng rất khó và mất nhiều thời gian. Chúng ta không cần người hùng của mình dừng lại ăn bánh taco mỗi vài giờ thay vì giải cứu thế giới. Trên biển xanh lá, trôi dạt quanh vùng nước nông, cố tìm cho mình một ít loại tảo ngon. Một khi đã ăn là chúng đã xong việc, trong nhiều tháng hoặc thậm chí là mãi mãi. Đây là một trong những loài động vật hiếm hoi trên trái đất có thể quang hợp. Việc mà thực vật làm để lấy năng lượng, về cơ bản đó là pin năng lượng mặt trời của chúng. Nó không cần lúc nào cũng phải ăn như chúng ta. Việc này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian trong phòng tắm. Chủng siêu anh hùng tự nhiên mới không cần vào phòng tắm nữa, chắc chắn là nên cho một ít DNA này vào. Tất cả siêu anh hùng đều có siêu tốc độ ở dạng nào đó. Anh hùng của tự nhiên cũng cần điều này. Đã đến lúc nói về tốc độ bay. Chim cắt lớn có thể dễ dàng đạt tốc độ lên đến 90 km/h bằng cách vỗ cánh. Không hẳn là nhanh như chớp, nhưng tốc độ thực sự của chúng nằm ở việc nhào xuống. Chim cắt nhìn thấy mục tiêu từ xa, sau đó nó thực hiện nhanh một số tính toán, rồi nhào xuống với tốc độ hơn 320 km/h, với độ chính xác hoàn hảo. Loài chim này đã tiến hóa cơ thể của chúng để có thân hình khí động học. Khi lao xuống, chúng vẫn có thể thở bằng mũi và nhìn thấy bữa tối của mình. Chúng có một cái cần và vây ở mỗi lỗ mũi để làm chậm luồng không khí. Đôi mắt của chúng có những tấm chắn đặc biệt giúp ngăn bụi và bùm, bữa tối đã được dọn ra. Nhào xuống nhanh như vậy là rất tốt, nhưng anh hùng tự nhiên cũng cần bay thẳng nữa. Chúng ta sẽ cần thêm khả năng cơ động tuyệt vời. Điều này đòi hỏi một loài biết bay đặc biệt nhưng không phải là chim. Loài rơi không đuôi Brazil hầu như không nâng được thứ gì, nhưng điều đó không ngăn chúng trở thành sinh vật biết bay nhanh nhẹn nhất. Đạt tốc độ lên đến 160 km/h khi bay ngang, loài động vật có vú nhỏ bé này là vận động viên nhào lộn tự nhiên trên bầu trời. Chắc chắn sẽ cần một ít khả năng này. Nhẹ và nhanh nhẹn là sự kết hợp hoàn hảo cho anh hùng của tự nhiên. Thêm vào đó, tầm nhìn biosonar của rơi có thể sẽ có ích cho việc xử lý tội phạm vào đêm khuya. Chúng ta đã có tốc độ và sức mạnh, combo tuyệt đấy. Nhưng thứ mà một anh hùng thực thụ cần đó là lực đấm. Anh hùng tự nhiên sẽ cần sức mạnh của tôm tít. Loài này có lực đấm lên đến 155 kg, giống như có một con gấu trúc rơi vào người bạn ấy. Tốc độ đấm dưới nước của tôm tít là 80 km/h, nhanh đến nỗi có thể tạo ra sóng xung kích. Nếu nắm đấm không hạ gục được bạn thì sóng xung kích có thể. Cú hất của tôm tít rất mạnh và nhanh, thực sự có thể đun sôi nước. Anh hùng của tự nhiên cũng sẽ cần một liều lớn DNA của bộ hàm nhanh nhất thế giới. Kiến bẫy hàm có thể đóng miệng lại với tốc độ đáng kinh ngạc là 230 km/h, nhanh gấp 2.000 lần so với cái chớp mắt, và nhanh hơn tôi đọc cái này. Cú đớp không chỉ để bảo vệ, kiến bẫy hàm còn sử dụng nó để làm một thiết bị độc đáo, đó là ghế phóng của riêng chúng. Khi cắn mặt đất với tốc độ siêu nhanh, chúng có thể phóng lên cao khoảng 46 cm. Nghe có vẻ không nhiều, nhưng khi tất cả cùng làm việc này,
chúng sẽ bắn như bắp rang bơ vậy. Nếu tính theo kích thước của con người thì anh hùng của tự nhiên sẽ có cú nhảy cao đáng gờm. Tự nhiên đã mang lại cho anh hùng của chúng ta các khả năng như sinh tồn, bay, tốc độ, ngụy trang, không cần nhà vệ sinh công cộng, nhảy bằng miệng, lấy nước từ vũng nước. Anh hùng của tự nhiên còn cần những sức mạnh nào nữa? Vậy còn sức bền thì sao? Để mang đến cho anh hùng của chúng ta cơ hội sống sót cao nhất, chúng ta cần kết hợp một thìa lớn DNA của gấu nước. Loài nhỏ bé này chỉ sống được khoảng 2 năm khi không tiếp xúc với các điều kiện khắc nghiệt, không hẳn là kỷ lục thế giới. Vậy điều gì khiến chúng đặc biệt? Gấu nước nhỏ bé được tìm thấy trên khắp hành tinh, ở một số nơi cực kỳ khắc nghiệt như Nam Cực, sa mạc Sahara hay thậm chí ở trên đỉnh Everest. Chúng còn có thể sống trong không gian mà không cần bộ đồ vũ trụ. Các phi hành gia để chúng bên ngoài trạm vũ trụ trong 10 ngày, không có nước, không có oxy, không có thức ăn. Làm cách nào mà chúng có thể sống sót? Chúng có thể bật chế độ ngủ đông nếu muốn. Vậy nên nếu gặp các điều kiện khó khăn, chúng chỉ cần làm chậm các chức năng cơ thể cho đến khi có ai đó đủ tốt cho chúng trở lại trạm vũ trụ. Một chút DNA của gấu nước và anh hùng tự nhiên sẽ sống sót sau bất cứ điều gì. Đúng là huyết thanh DNA siêu anh hùng hoàn hảo. Hy vọng công thức này sẽ không rơi vào tay kẻ xấu. Trượt! À! Phí cả một giờ, chạy vòng quanh với tờ báo cuộn, lại để bắt con ruồi cứ liên tục vò ve quanh đầu bạn. Chà, có ba điều. Tại sao nó lại không sợ bạn? Và tại sao nó không bay đi chỗ khác? Làm thế nào mà nó nhanh đến kinh ngạc thế? Thực ra, ruồi có tốc độ khá bình thường đối với kích thước của chúng, chỉ là bạn hơi chậm thôi. Bộ não của một con ruồi bé nhỏ phản ứng nhanh hơn não bạn vài lần với những gì nó nhìn thấy. Một giây với con ruồi sẽ như 5 hoặc 6 giây với bạn. Khi một con ruồi nhìn vào bạn, nó sẽ thấy như thể bạn đang ở đáy của một bể bơi, di chuyển cực chậm. Điều gì xảy ra nếu bạn thả một quả bóng bay từ cửa sổ phòng ngủ của mình và nhìn nó rơi xuống đất? Đó là cách một con ruồi nhìn thấy các vật bình thường rơi. Nó có tốc độ phản ứng của một ninja, nhưng cũng sở hữu đôi mắt đặc biệt. Chúng được chia thành hàng nghìn thụ thể thu nhận ánh sáng cùng một lúc. Bạn dùng các cơ nhỏ cho việc đảo mắt và quay đầu để nhìn theo các hướng khác nhau. Ruồi không có những cơ này và cũng không cần chúng. Ruồi có thể nhìn gần như mọi hướng cùng một lúc. Bất kể bạn tấn công từ phía nào, con ruồi chắc chắn vẫn sẽ thấy thứ đang lao tới. Có lẽ bạn đã thấy những chiếc máy bay siêu thanh trong phim quay và lật với tốc độ cực nhanh. Ruồi cũng khá giống như vậy, nhưng với đôi cánh ngầu hơn nhiều, chúng có thể thay đổi hướng giữa lúc bay, dừng lại và né tránh mọi chướng ngại vật. Nó còn có thể tính toán chiến lược bay trước khi cất cánh. Chà, lần này bạn sẽ đập được con ruồi đó. Khi bạn giơ cuộn báo lên, bộ não côn trùng sẽ tính toán nơi nó đập xuống. Con ruồi ngay lập tức đưa cơ thể của nó vào vị trí hoàn hảo, sẵn sàng để tránh đi. Nếu tay bạn di chuyển về phía trước, chân của nó ngay lập tức nghiêng về phía sau để giúp nó bay đi theo hướng khác. Wow, con ruồi đó sẽ trở thành một võ sĩ quyền Anh hoặc thủ môn bóng đá vĩ đại. Vậy, tại sao con ruồi đó lại cứ rỗi hơi bay lanh quanh và bạn luôn cố gắng đập bẹp nó? Chà, vì cơ thể bạn là một bữa tiệc 5 sao và làn da của bạn là bàn tiệc búp bê với hàng loạt nối tiếp hàng loạt món ngon. Khi bạn di chuyển trong ngày, da của bạn tiết ra mồ hôi, protein, cáp, muối, đường và các chất hóa học khác khiến ruồi phát cuồng. Hãy tưởng tượng bạn đang đói và khát, đi bộ trên một sa mạc, bạn đi qua một cồn cát cao và thấy nó, đồ ăn miễn phí. Trên bàn đầy trái cây, bánh kẹo, sandwich, đài phun nước ngọt lớn nhất thế giới. Người bảo vệ trông to, cứng, tròn. Đó là một con ruồi khổng lồ, chậm chạp. Giờ bạn đã biết tại sao ruồi lại bay quanh bạn rồi nhé. Bạn là con ruồi. Bạn thực sự có cơ hội để bắt con ruồi đó, nhưng nó vẫn sẽ bay mất 8 đến 10 lần. Giả sử một con ruồi đang ngồi trên bàn bếp nhà bạn, đây là điều bạn sẽ làm. Bạn cần nhắm vài centimet trước nơi bạn nghĩ nó sẽ bay tới. Bộ não của ruồi sẽ nghĩ rằng bạn đang nhắm ngay vào nó, nên bạn thực sự có thể đánh lừa con ruồi và tấn công nó bất ngờ. Vấn đề là gì? Việc đoán được đường thoát của con ruồi thực sự rất khó. Vậy là bạn quá chậm. Sao ta không mời đến một số trợ thủ nhỉ? Hãy gặp bọ hổ, tốc độ 2.5 m/s. Nó có thể bay, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Con bọ này chạy nhanh đến nỗi nó mất khả năng nhìn khi đang di chuyển.
Nó tự nhắm mình vào một mục tiêu và chạy. Nó không phải là một ninja như ruồi và không thể đổi hướng khi đang chạy nước rút. Nó phải dừng lại trước mỗi lần chạy. Bạn đi bộ với tốc độ khoảng 1.5 m/s nên con bọ nhanh gấp đôi bạn. Nhưng với kích thước của nó, thế là cực kỳ nhanh. Nó chạy được 125 lần chiều dài cơ thể của mình trong một giây. Giả sử bạn cao 1.8 m, bạn sẽ phải chạy 228 m trong một giây. Miễn là nó ở trên cùng bề mặt với con ruồi khó chịu đó, con ruồi sẽ chẳng có cơ hội. Hoặc có lẽ đã đến lúc gọi hỗ trợ không lực. Chuồn chuồn là loài côn trùng bay nhanh nhất trên thế giới. Sinh vật nhỏ bé này có thể đạt tốc độ 55 km/h, nhanh hơn cả khi bạn đạp xe xuống đồi dốc. Đôi cánh của chuồn chuồn cho phép nó bay ngược, phải, trái, lên và xuống giống như máy bay trực thăng. Không quan trọng con ruồi di chuyển nhanh thế nào, trò chơi đã kết thúc. Ruồi, chuồn chuồn và bọ hổ rất nhanh vì chúng không muốn dành nhiều thời gian ở ngoài trời, nơi có rất nhiều sinh vật đói khát ở xung quanh. Nhưng có một con côn trùng chạy rất nhanh vì nếu nó dừng lại thì... Ouch! Để gặp chú kiến bạc nhanh nhẹn, bạn cần đến sa mạc Sahara. Cát ở đây nóng đến nỗi bạn có thể chiên một quả trứng trên đó. Cát nhiều quá. Đó là lý do kiến bạc có tốc độ khoảng 0.5 m/s. Nó không muốn bị bỏng chân. Nó cũng có lông hình tam giác để không hấp thụ nhiệt, giúp kiến thoát khỏi cái nắng như thiêu đốt. Nếu con kiến đó có kích thước bằng con người, nó có thể chạy với tốc độ 600 km/h, nhanh hơn cả chiếc ô tô nhanh nhất trên thế giới. Có một con kiến khác giữ kỷ lục về tốc độ. Kiến Dracula không thể chạy nhanh bằng kiến bạc, nhưng lại có cái miệng nhanh nhất thế giới. Chưa bằng tôi. Nó có thể mở và đóng hàm 5.000 lần, tất cả chỉ trong nháy mắt, theo nhị đen. Hãy xem một con vật siêu tốc khác, lần này gần nhà hơn một chút, hoặc ở trong nhà. Gián Mỹ có thể ẩn nấu trong tường, sau bếp, hầu như ở bất cứ đâu. Nó gần như không thể bị bắt vì có thể chạy 1.5 m mỗi giây. Đó là vì chân của nó, mỗi chân có 3 đầu gối. Chân của nó được các sợi lông nhỏ bảo vệ, giúp cảm nhận bất kỳ sự thay đổi nào trong không khí. Bởi vậy mà nó phản ứng rất nhanh khi bạn bước vào bếp và bật đèn. Và kỷ lục thế giới về sinh vật nhanh nhất trên cạn có kích thước bằng một hạt vừng. Đó là một loại ve bét và có thể di chuyển với tốc độ bằng 322 lần chiều dài cơ thể mỗi giây. Nếu bạn biến ve bét to bằng con người, nó có thể di chuyển nhanh hơn tốc độ âm thanh gần 2 lần. Ve bét còn có thể thay đổi hướng trong khi di chuyển. Điều này khiến nó trở thành sinh vật nhanh nhất, khó nắm bắt nhất trên hành tinh. Nhưng hãy cùng tìm một số loài động vật thực sự khiến chúng ta cảm thấy hài lòng về bản thân. Đó là ốc sên. Nó thuộc ngành thân mềm và thích sự chậm rãi. Nếu di chuyển với tốc độ ốc sên, bạn sẽ đi được 2 bước sau mỗi 2 giờ. Nhưng ốc sên chả quan tâm, chúng đã tồn tại hàng trăm triệu năm. Ốc sên dùng vỏ của mình để tự vệ, nhưng chúng cũng có các thủ thuật khác. Một số loài ốc sên tỏa ra mùi khó chịu để không ai làm phiền chúng. Nếu trời quá nóng và khô, ốc sên sẽ ẩn mình trong vỏ và tự bịt kín mình với chất nhờn mát lạnh mà chúng tạo ra. Chất nhờn đó cũng giúp chúng trèo lên cây. Con lười là loài động vật có vú chậm nhất trên hành tinh. Nhờ quá trình trao đổi rất chậm, nó mất đến 16 ngày để tiêu hóa thức ăn. Sẽ không khó để bắt kịp một con lười, nhưng thực ra sự chậm chạp đó lại có ích cho chúng. Bạn biết trong các bộ phim họ hay nói, dừng lại, đừng di chuyển đột ngột chứ. Chà, một con lười quá thuần thục việc ấy. Những con vật khác chỉ đơn giản là không nhìn thấy chúng ở trên đó, giữa những chiếc lá. Lợn biển là một trong những sinh vật biển chậm chạp nhất. Nhưng chúng không quá lo lắng về việc có ai gây rối với chúng, ngoại trừ con người trên xuồng máy. Chúng to lớn và có lớp da cực dày, như một chiếc xe tăng vượt biển, nhưng dễ thương hơn nhiều. Một vận động viên bơi chậm khác là cá mập Greenland. Nó bơi với tốc độ dưới 1 km/h, giống như lợn biển, nó lớn và thượng đẳng. Chẳng ai có thể thách thức nó một cách trực tiếp, nhưng tất cả dẫn đến một kỹ thuật ăn uống vui nhộn nhất từ trước đến nay. Về cơ bản, cá mập Greenland chậm hơn mọi loài sống trong nước. Cơ hội duy nhất mà nó có là đợi một vài con cá đó ngủ, rồi sau đó chỉ việc mâm mâm thôi. Điều thú vị là lối sống thoải mái của chúng, hóa ra lại giúp chúng kéo dài tuổi thọ. Tuổi thọ trung bình của cá mập Greenland là 300 đến 500 năm. Chúng sống ở Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực.
hãy tưởng tượng bạn đang ở trên du thuyền và thấy một anh chàng khổng lồ chậm chạp này, có thể nó hơn bạn những 400 tuổi đấy. Chà, đó là một ngày hè nóng bức. Bạn đang ở ngoài trời, tận hưởng thời tiết. Bạn muốn nằm trên bãi cỏ mát mẻ đâu đó dưới bóng râm chỉ để thư giãn, nhưng có vẻ như ai đó đã nhổ nước bọt ở ngay đó. Nhưng thật ra đó là tổ của ve sầu nhảy. Loài này hút rất nhiều nhựa cây, và khi chúng xử lý, nó tạo thành rất nhiều bong bóng, không ít hơn 150 lần trọng lượng cơ thể chúng mỗi ngày. Tất cả những bong bóng này tạo thành một cái kén nơi các con non có thể phát triển an toàn. Không loài chim hay động vật nào muốn ăn cái kén này vì nó rất đắng, như thể bạn liếm vỏ đĩa Nintendo vậy. Không nhanh lắm đâu, báo đốm. Rõ ràng, kiến Dracula là động vật nhanh nhất thế giới và là ma cà rồng trong thế giới kiến. Chúng chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong tất cả các cuộc thi ăn burger vì chúng có thể đóng mở hàm nhanh hơn cả bạn chớp mắt tới 5.000 lần. Để biết kiến Dracula nhanh như thế nào, bạn hãy làm một video về bộ hàm của nó đang nhai với tốc độ 480.000 khung hình trên giây. Với tốc độ này, bạn sẽ thấy con kiến từ từ di chuyển các răng dưới của nó. Chúng không chạy, nhưng miệng của chúng rất nhanh và chúng cử động hàm rất mau lẹ. Thậm chí, hàm còn uốn cong khi cắn chặt vào nhau. Con vật có màu sắc đen nhất là gà Ayam Semani. Loài này không chỉ có lông, mắt và móng vuốt đen, mà xương của chúng cũng có màu đen. Màu đen ánh xanh và là sắc sẫm. Nếu từng ăn thử những cánh gà này, bạn sẽ thấy giống như ai đó đã ướp chúng bằng nước ép mâm xôi hoặc mực của lũ mực vậy. Người ta nói rằng Marco Polo là người đầu tiên phát hiện ra những con gà trống kỳ quặc hoặc quyến rũ này. Trở lại năm 1298, nhà thám hiểm Marco đã viết về một giống gà đen như mèo và đẻ những quả trứng ngon nhất. Loài cá nước ngọt này đã xuất hiện từ đầu thế kỷ 20 và có lẽ sẽ nhớ thời kỳ tươi đẹp đó với những bộ phim đen trắng và thậm chí là phim câm. Cá trâu miệng rộng có thể sống tới 112 năm. Tuy nhiên, những sinh vật lâu đời nhất trên thế giới sống ở biển. Có những loài bọt biển 11.000 năm tuổi và chúng vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Con cá này có những cái màng đáng kinh ngạc giúp nó nín thở được trong hơn 4 phút. Hãy gặp gỡ cá nóc hòm, một loài động vật trông kỳ lạ nhưng rất cứng cỏi nhé. Chúng còn được biết đến với cái tên cóc biển. Chúng thực sự trông giống loài cóc hơn là loài cá cổ điển có vây và vảy. Chúng cũng có thể phồng lên do nước biển mà chúng uống. Và khi đó chúng sẽ nở ra giống như quả bóng. Trên thực tế, siêu năng lực này cho phép cá nóc hòm nín thở trong vài phút vì chúng lấy oxy từ nước mà chúng giữ bên trong. Nhưng nhà vô địch chắc chắn là con người. Nhà vô địch thế giới vẫn sống sót khi nín thở trong hơn 20 phút. Có một số động vật tự tạo vẻ ngoài cho mình. Cua hải miên tạo ra một loại mũ từ bọt biển để bảo vệ thân khỏi những kẻ thù dưới nước. Để tìm hiểu cách những con cua quyết định vẻ ngoài của chúng, các nhà nghiên cứu đã đưa cho chúng một số miếng bọt biển có kích thước khác nhau. Con cua càng lớn thì nó chọn miếng xốp càng to. Chúng sử dụng nhiều kỹ thuật để có được hình dạng hoàn hảo, bắt đầu từ việc khoét lỗ nhỏ cho phần đầu, sau đó xem kích thước có phù hợp với chúng không. Nếu có vẻ ổn, chúng sẽ tiếp tục cắt và đào vào miếng bọt biển đó cho đến khi nó trở thành một cái mũ hoàn hảo. Gần đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện bướm đêm có thể uống nước mắt của chim khi chúng ngủ. Cho đến nay, chỉ ghi nhận được 3 trường hợp động vật uống nước mắt của loài khác. Đó là một số loài bướm Amazon, ong độc lập và bướm đêm. Thức ăn thông thường của chúng chủ yếu bao gồm mật hoa, nhưng thiếu các loại muối thiết yếu mà không dễ tìm thấy ở những nơi khác. Không chỉ uống nước mắt của chim, chúng còn uống nước mắt của rùa, cá sấu và nhiều loài động vật có vú được tìm thấy trong rừng rậm Amazon. Thật xạo, nước mắt cá sấu ư? Một số loài sống ở biển có thể phát ra ánh sáng đỏ. Ví dụ, cá vây tia dùng ánh sáng đó để bắt con mồi cho bữa tối. Tôm không nhìn thấy ánh sáng đỏ, vì vậy cá vây tia có thể phát hiện bất kỳ con tôm đỏ nào phát ra xung ánh sáng đỏ và bắt lấy nó mà không khiến nó hoảng sợ và chạy mất. Động vật có vú cũng có thể phát sáng. Sóc bay phát sáng dưới tia UV, phát ra ánh sáng màu hồng. Lý do của hiện tượng này là vì chúng có khả năng hấp thụ ánh sáng và phát lại với bước sóng khác. Có thể thú mỏ vịt không có túi đựng thức ăn ở má lớn nhất, nhưng những chiếc túi đó chắc chắn là kỳ lạ nhất. Chúng giữ sỏi bên trong các túi đó để giúp nghiền thức ăn mà chúng thường ăn như giun, sò, ốc. Thú mỏ vịt không có răng nên đống sỏi trở nên hữu ích khi nhai thức ăn vì nó hoạt động như một chiếc máy xay vậy. Việc này khiến bạn tự hỏi không biết chúng dùng gì để xúc miệng nhỉ?
Nếu con người có đôi má đáng kinh ngạc như sóc chuột, chúng ta có thể dùng miệng để vận chuyển hàng hóa. Trên thực tế, sóc chuột có thể vận chuyển một thứ gì đó lớn bằng cơ thể chúng trong phần chứa hành lý quá khổ trong miệng. Chuột hamster cũng có siêu năng lực tương tự, và thậm chí có thể bỏ con non vào miệng trong trường hợp cần chạy trốn. Một củ cà rốt baby có vẻ nhỏ đối với con người nhưng rất lớn đối với hamster, có thể biến mất mà không để lại dấu vết giữa hai cái má to bự đó. Cá ốc Mariana, đương nhiên với tên gọi như thế thì chúng sinh sống ở rãnh Mariana. Tương đối nhỏ, chỉ bằng hai thanh kẹo cỡ vừa, nhưng dù có kích thước như vậy, chúng vẫn có thể dễ dàng chịu được áp lực tương đương 1.600 con voi đứng trên cơ thể. Loài này có cấu trúc cơ thể độc đáo, ví dụ nó có một số khoảng trống trong hộp sọ. Nếu hộp sọ của chúng đồng nhất và không có lỗ, chúng sẽ không bao giờ chịu được áp lực ở độ sâu của rãnh Mariana. Thêm vào đó, bộ xương sụn của chúng rất mềm và linh hoạt. Chúng cũng không có mắt thật và thực sự cũng không cần mắt vì chúng sống trong bóng tối hoàn toàn dưới rãnh sâu nhất thế giới. Hãy cùng gặp gỡ ếch Pinocchio nào! Không khó đoán nhỉ? Mũi của chúng có thể tăng kích thước chỉ trong nháy mắt vì nhiều tình huống khác nhau. Bất cứ khi nào chúng cảm thấy nguy hiểm đang đến, mũi chúng sẽ nở ra to hơn. Khi chú ếch bình tĩnh trở lại và cảm thấy an toàn, mũi sẽ trở lại bình thường. Mũi cũng có thể dài ra khi ếch muốn thu hút bạn tình và có thể khi chúng nói dối. Ha ha, đùa thôi. Bạn có thích khi trời mưa không? Chắc hẳn bạn sẽ lấy một cốc sô-cô-la nóng, chùm chan lại và ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn những giọt nước mưa chảy dài trên khung cửa sổ. Nếu như vậy, bạn chắc chắn không phải là vọc mũi ếch Myanmar, loài mới được phát hiện gần đây. Đoán xem ở đâu nào? Đúng rồi đấy, là Myanmar. Lỗ mũi của chúng hách lên và tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều đến nỗi chúng hắt hơi mỗi khi trời mưa. Nhưng nếu bạn ở trong dàn hợp xướng của trường trung học, bạn với chúng có một điểm chung đấy, vì vọc mũi hách cũng thích hát cùng với nhau. Cá heo hồng sông Amazon không phải màu hồng từ bẩm sinh đâu. Lúc nhỏ chúng luôn có màu xám, nhưng càng lớn chúng càng chuyển sang màu hồng, giống như con người có nếp nhăn khi già đi vậy. Loài này thì đơn giản là thay đổi màu sắc. Này, tôi muốn da mình hồng thêm một chút thay vì những nếp nhăn do cười đấy. Bạn chắc chắn muốn trở thành một chú mối vì giờ giấc ngủ kỳ lạ của chúng. Chúng thực sự không bao giờ ngủ và điều duy nhất chúng làm là gặm những miếng gỗ chúng nhìn thấy xung quanh. Nếu bạn sợ tăng cân vì chế độ ăn giàu cellulose, bạn có thể biến thành một chú ốc sên. Chúng ngủ một giấc ngắn nhưng hiệu quả trong vài tiếng, sau đó có thể chạy mà không ngủ trong 30 tiếng liên tiếp. Không loài cá nào có thể sống trong một khoảng thời gian đáng kể mà không có nước, ngoại trừ cá phổi châu Phi. Khi cảm thấy có gì đó không ổn, chúng bắt đầu tiết ra một cái kén nhầy và chui xuống đất, đâu đó khoảng 23cm. Chúng có sẵn một cái ống để thở. Dế Wita đá núi có nguồn gốc từ New Zealand và không sợ sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Máu của chúng chứa một loại protein đặc biệt giúp máu không bị kết tinh khi nhiệt độ quá cao. Chúng chịu đựng được mọi cái lạnh tốt hơn cả gấu Bắc Cực và thậm chí cả chim cánh cụt, những loài sống ở nơi lạnh nhất thế giới là Nam Cực. Vượn cáo đuôi vòng có một trong những cách giải quyết xung đột điên rồ nhất. Chúng có những trận đánh nhau bốc mùi. Nếu tính số lượng vượn cáo trung bình trong một nhóm, khoảng 20 hoặc 30 con, bạn sẽ thấy có rất nhiều sự cạnh tranh. Tuyến mùi của chúng nằm trên cổ tay và vai. Những tuyến ở cổ tay là vô hại, mùi mà chúng tạo ra khá dễ bay hơi. Những tuyến trên vai rất khó chịu và tạo ra hỗn hợp sệt màu nâu có mùi khủng khiếp và kéo dài lâu hơn bất kỳ loại nước hoa nào. Vì thế, hãy lùi lại đi.